Đi đẹp chồng của anh, chồng khả năng đích bị khóa luôn. Hello Toàn, hello tất cả mọi người, hello Hải Đăng. Để phải lỗ rồi không live tối nhỉ? Hôm nay thầy mới có dịp live tối này. Mọi người ăn cơm chưa? Hello Hằng, lâu lắm rồi gặp mọi người. Thầy tháng này ập nhiều quá mọi người ạ, không biết có đủ giờ không ý. Chưa, cho tôi sắp hết điểm rồi này. Cơm nước dần đi mấy giờ rồi? 7 giờ rồi cơm nước dần đi, còn đi chơi người yêu đi. Đi chơi giờ này về cho sớm, không đi muộn chúng nó thịt chết. Hello Bảo Ngọc, chơi cờ chờ bắn ra không được. Thầy hôm nay thầy để tiêu đề live Valorant nó nên là phải bắn, không chơi cờ được. Hello Phương Anh, nát à? Hôm nay vào nát có thời. Hôm nay thầy Mensova rồi, bật chế độ chai hát rồi, vào thầy gánh. Ok Kiên ơi, Kiên vào dần đi, vào warm up đi, xong rồi thầy warm up trận đấy, xong rồi thầy triệt, tại vì thầy đang warm up trận đầu này. Trận đầu thầy warm up là bắn bắn rank luôn, warm up bằng rank luôn chứ không warm up kiểu bắn 40 mạng hay gì nữa. Trận sau thầy gánh. Đặt cái tên Phạm Thị Thu Hằng để nhớ, thầy có nhìn avatar đâu. Ok, đang ăn đi, ăn xong sẽ sau phải triển. Không có bồ là do ăn cơm muộn đấy, ăn cơm bây giờ người ta ăn 7 giờ, xong người ta tầm 8 giờ ở đây chơi người yêu, nó thả thính đăng status là cô đơn quá, không có ai đi uống nước cả, thì người ta mới 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 có người yêu chứ, bây giờ 8 giờ mới ăn cơm mà ăn đến chơi tầm 9 giờ, 9 giờ hơn rồi. Ông bà rửa bát nữa, đến xừ nó 10 giờ thì bố nào đi chơi tầm đấy nữa. Ăn thì ăn muộn lấy đâu ra người yêu. Vào đây Kiên ơi, vào đây thầy gánh. Sao Mạnh á? Mạnh on rồi à? Thôi bỏ mẹ rồi, Tùng ơi, Huy Tùng ơi, Huy Tùng sao gọi Mạnh vào vậy? Thầy có bắn sét đâu mà thầy bắn Mensova mà, thầy gặp mất bà Ngọc nhá. Fan cứng á, fan cứng hình như phải tương tác trên bài đăng này ra mà giờ đây thấy ít đăng quá. Giờ đây thầy bận nhiều nên thầy ít đăng á. Thầy đẹp trai đúng không? Dạo này cứ đẹp trai mọi người ạ, tức là dạo này kiểu thầy ngày xưa ấy, lúc mà thầy mới vào đây này thì thầy kiểu như là không chăm chú đến cái mặt mấy, nên là cứ để nó nắng nắng cái thứ vào đen bẩn cái thứ trông bẩn lắm. Bây giờ thầy kiểu là thầy để ý lại đó, bây giờ tốt tát lại rồi, đắp mặt các kiểu rồi, nhìn nó khác hẳn ngay. Match Nếu người yêu dần đi, yêu yêu đương cái tuổi lứa tuổi học sinh này, nó có một cái gì đó khác cực kỳ luôn, không thể nào bỏ qua được. Nên yêu lứa tuổi học sinh mà yêu kiểu đừng để ảnh hưởng đến quá đến học tập mà được. Sau này lúc mà mình không đi học nữa hối hận đấy, tình yêu học sinh nó kiểu đẹp lắm, nó đẹp như giấc mơ vậy, tỉnh dậy là hết à. Ok Mạnh ơi, Mạnh ăn xong, Mạnh ăn lâu lâu một tí Mạnh nhá. Huy Tùng bảo cái Mạnh vào luôn lại bảo không gọi, bữa lóc không kịp đi chứ, Mạnh nó vào cơm nhanh lắm. Hồi xưa bẩn á? Đâu hồi xưa đâu bẩn đâu, ngày trước là thầy cực kỳ sạch luôn, nhưng mà đợt vừa rồi vào đây này thầy kiểu tập hốc quá mệt quá ấy, không có thời gian chăm chút tí, thành ra là nó hơi bị bật, giờ đỡ đỡ rồi. Chưa xem màn hình á? À, quên mất đấy, chưa xem màn hình, nãy giờ toàn nói chuyện nhỉ, chưa xem màn hình nhỉ, quên mất, quên mất. Trong group á? Trong group nó hình như là nó không liên quan gì đến cái phát cứng lúc này hay sao ấy. Cái phát cứng không phải thầy cho các em mà được, mà là kiểu như là nó tính theo cái tương tác bài đăng hay gì ấy, nó mới có phát cứng. Thằng đang yêu, yêu ai? Yêu đứa nào? Thầy Ngọc nữa, Ngọc nào ấy? À thằng Ngọc á, Nguyễn Văn Ngọc á. Em cứ tập trung kéo Mạnh thôi, thầy tự bơi được về bờ. Yên tâm đi, nhìn thầy Mensova bắn cho xem này, nhìn cách chất check của thầy này, check 360 độ này.
đăng trên group á? Không, phải tương tác các thứ, cái bài đăng của thầy ở trên cái trang Phí Mỹ Long này này thì mới được hay sao ấy. Mạnh bắn kiểu là không có là cái gì, gọi là cái gì à? Không có cái kỷ luật chiến thuật gì cả. Chiến thuật thầy đưa ra như thế bắn phải kỷ luật vào chứ, cứ pích pích cái lên cái ui dồi ôi thầy ơi, và phát lại đưa thầy vào tình thế 4 bắn 5. Đây, chuột nó hơi bị thấp mọi người ạ. Chuột thấy nó hơi bị reloading. Nhưng mà yêu ai, có phải trong lớp này không? Trong lớp này hay thằng Mạnh? Hello Minh, lâu quá anh cũng không like á. Đợt này anh bận, anh cũng lâu lâu anh mới like này. Mới like lại buổi tối này. Mọi người á, thầy gánh mọi người chứ sao mọi người gánh thầy? Thầy gánh mọi người mà. Phải hơi giật nhỉ. Mạnh gánh làm sao thầy? Mạnh. Còn đâu cái mùa xuân đấy nữa. Ui ồ, chắc đến năm rồi kìa. Ơi. Mạnh hay đẩy đẩy hay pick lắm. Thế không phải yếu cho lớp mình đúng không? Thầy bắn ở này lâu lắm rồi, bắn yếu cực kỳ luôn rồi. Tưởng yêu Mạnh, yêu ai trong lớp mình. Hôm nay nói phát điểm nói cho thầy không phát đâu, hôm nay thầy phải nghĩ ông mày thầy cháy rồi. Ra đầu thắng luôn này, hello Linh. Mạnh là một cái gì đó thật sự luôn, trầm cảm ấy. Đối với thầy đó là trầm cảm. Hello Linh. Sao cái bàn phím thầy nó bị lệch lệch kiểu gì ấy, mọi người ạ? Cảm giác nó bị không cân ấy. Bập bênh này. Không phải Mạnh à? Ok, không phải Mạnh là thấy an tâm rồi. Thế là Mạnh là thoát giết cấp trầm cảm rồi. Hello Phong. Cứ hàng mà yêu Mạnh Mạnh trầm cảm cái là thôi. Nó vào nó hành thời thế. Ôi ôi ôi. Hơi giật nhỉ. I need heal. The pack survived. Mà sao hơi giật đấy sao ấy? Audio này. Ở hết đúng không? Ở hết đúng không? Nó bắn hơi giật mọi người ạ. Lâu lâu hết rồi này, ập này. Thế bắn hơi giật đấy. No. Tuấn sao đấy? Dạo này trầm cảm à? Trầm cảm hay sao mà ốm vậy? Không, đợt đấy thầy trắng thật đấy, không phải kem chống nắng đâu. Đợt thầy trắng thật đấy. Sợ nhất là hàng vào tự nhiên yêu mấy đứa lớp thầy không ngồi làm lớp thầy trầm cảm. Thế là lớp thầy vào hành thầy. Uầy. Cái quần gì đây? Gì vậy? Cái mặt tốt quá. Spike down B. Last player standing. Thầy làm bóc à? Ôi, thầy mải nói chuyện á, thầy gà gì? Cái bàn phím của thầy, cảm giác đầy nó không cân mọi người. Nó bị lệch quá. I can do it. Kiểu cái bàn thầy nó ngắn quá, không để được cái bàn phím hẳn hoi.
Đúng rồi, yêu trong trường đừng yêu trong lớp của thầy, tha cho mấy bạn lớp thầy đi. Thầy sắp xuống bạc rồi mọi người ạ, không còn mấy thằng gôn này nữa đâu rồi. Không còn mấy thằng gôn này nữa đâu. Ủa rồi. Gồm áp này hơi chốc rồi. Gồm áp này hơi chốc rồi mọi người ạ. Chốc quá. Không block kịp mạnh ấy. Mạnh đấy nó vào nhanh quá. Không kịp block rồi. 12 giờ ngủ mũi cả thầy á. Bắn quả cung hơi lỗi. Nay thầy bắn quả cung. Không thể bắn đứng kia bắn dễ hơn. Không quay bắn bên này mọi người ạ. Thầy bắn bên thủ. Quay bắn bên thủ hơn. Không là bắn chốc quá. Lâu rồi không bắn. Lâu rồi không bắn. Cảm giác cảm giác lực không tốt. Lực E này không tốt rồi. Bắn chết ở giữa luôn này. Bắn nửa luôn rồi. TP TP. Jet low, jet low. Last player standing. Good attempt. Hello Bảo. Nó sẽ bật tốt thật. Tính luôn, tính luôn. Để nó sẽ làm hết luôn. Không, thầy đang warm up ấy. Trận đầu tiên của thầy thì không warm up bằng deathmatch mà là thầy warm up bằng danh luôn. Chưa được bạn nào luôn á, không sấy được ấy. Thầy về lâu lắm rồi không bắn. Ập mấy hôm rồi. The enemy only looks composed. Their heart's still a different story. Bọn này nó bay rồi, thầy phải bay thôi. Phải bay thôi. Bye bye à. Gố bắp này hơi toang mọi người ạ. Gố bắp này hơi niệm. Nãy giờ chưa giết được bạn nào á. Nãy giờ không bắn được luôn á. Nó lấp kiểu gì ấy. Revealing area. Nhớ được một mạng. Reloading. Shock dart. Hello Tú. Ôi, set low. Hello Jiu, hello Thanh Tú. Warm up trận này hơi toang mọi người ạ. Bắn thế bắn còn trượt mà. Thế bắn trước nó mà bắn còn để nó giết mà. Hôm nay bắn chốc quá. Không sao, vẫn thắng mà. Nói chung mà bắn mặc dù chốc một tí vẫn thắng được. Có team gánh. Bắn với mạnh mới khó này. Bắn với mạnh không kẹp thêm 3 người nữa gánh khó lắm. Ok Linh ơi. Dạo này mới giết được một mạng. Chọc quá trời luôn. I need this. Thank you. Mạnh thì siêu tạ rồi.
Oh my god. One enemy remaining. TP, TP. TP, TP. Reloading. Take flight. Reloading. Xong rồi. Mình vẫn thắng rồi, thua làm sao được. Scanning ahead. Để thắng mà lị. Phenomenal. We train for this. Rất đen gan đó thầy, bây giờ thầy ngày xưa thì bắn cái đấy thôi, giờ không bắn cái đấy nữa rồi. Không bắn được nữa. Mạnh nói không tin được. Mạnh cái kiểu như là bắn kiểu mạnh ấy, một là thắng đậm, hai là thua hẳn ấy, cứ gặp team nào mà non non là thắng đậm luôn, mạnh nó đẩy được. Mà gặp team nào mà nó đấu được cái là thôi là toang, thằng mạnh toàn chết đầu luôn. Ok Mạnh ơi. Enemy spotted. Heal me. Heal me, Seth. Seth, heal me. For you. Hi. Reloading. Ok Mạnh ơi. Reloading. Scanning ahead. Thách quả gớm không? Nowhere to run. You will not kill my allies. Last player standing. Watch them run. Tuấn đây vị. Oh my god. Sorry guys. Chạy đáp đạn á, chạy sao bắn được nhỉ? Chạy đâu bắn được đâu. Gì bay giờ này? Bay giờ gì mà bay tận từ 7 giờ đã bay rồi. Không bay kiểu gì bay ghê vậy? Nghỉ đi, nghỉ tay một tí vào thầy gánh cho mấy trận. Xong rồi vào triển lại. Hôm nay hơi toang, hôm nay có warm up hơi toang rồi. Ủa nó bay sớm thật. Revealing area. What? Thách của hơi à? Heaven. Remaining. Last player standing. Spike planted. Ôi, ôi. That's her. Ảo chưa? Chạy tao hai viên đúng kiểu đấy đúng không? Kiểu đấy đúng không? Ghê chưa? Gánh chưa? Nhanh Tuấn ơi vào thầy trầm cảm. Wow, thầy bắn hơi toang. Tuấn ơi, hello là Trung Nhàn. Ui dồi ôi, bắn quả trận sợ thế. Chạy quả đấy mà táp được vào đầu mà. Ảo chưa? Đúng rồi à? Nhà. Mua skin là có skin Sova á.
Skin Sova á? Làm gì có nhỉ? Trăm năm tư máu nhở, bắn cho năm trăm năm tư máu nhở. Thôi ra nồi máu đi quá. Bắn cho năm tư máu luôn. Đây là nhá. Ủa, ra không có súng, còn một dao. Skin gì nghe lạ vậy? Skin gì nghe nó lạ thế? Đấy, cô bắn bắn anti đi. Nó muốn. Reloading. Here. Táp tốt là có táp tốt đúng không? Deploying drone. Chu cha đằng Omen nó công lên rồi này. Bắn thế, bắn cho số 3 có 80 máu mà. Bắn cái anti của số 3 thầy vẫn chưa biết đâu nhá. Chưa học. Chưa học đến cái bài bắn anti của số 3. Đi hết cả chưa. Carabit là kiểu cái con dao hay gì? Cái con dao hay cái gì? Một ô phép tiền không được. Tuấn ơi, bật máy lên vào cánh trời. Anh em thằng Mạnh nó sắp vào rồi. Để thằng Mạnh nó vào nó đua với thầy là thầy đi á. Đây nó mời thầy kìa. Thầy á, thầy chơi server... Ờ thầy không biết, nó không biết để server gì á. Ok Quang Đông ơi. Thăm người hầu. Right here. Scanning ahead. Long. One enemy remaining. Take flight. Chịu sao nổi. Được chưa? Bắn danh luôn thường cái gì mà thường. À cái skin giống ốc thấy gì? Con chàng trắng rồi. Chàng trắng viền đen đúng không? Ok Tuấn thử góp ý mà. Thử góp ý xem mà để thầy chặn Facebook này. Bắn tia kêu rùa. Người ta bắn phát đầu tiên người ta phá cái mù của nó. Xong rồi bắn thẳng vào đầu nó kêu rùa. Là như nào? 135 học sinh từ cấp 3 cho trở lại cấp 2, xong bây giờ lại được lên lại cấp 3 là như nào? Bắn thế, đấy những quả mình bắn 2 thì bảo mình ở Hồ Gươm. Khó hiểu. Sắt 3 á? Sắt 3 đua 5 người được không nhỉ? Đua 5 có được không? Nói chung là kiểu dị thế à, kiểu gì thế không ai công nhận thầy đâu. Đấy, bảo rùa. Shotgun. Revealing area. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Tuấn này
Nó nói những cái điều hiển nhiên, mấy cái điều đấy nó rõ ràng. Con đầu có để tí nữa xem 5 người vào bắn danh luôn. Bắn thương thấy đang chay át để lên Guardian mà. Thấy đang ra đi vàng rồi. Tuấn đang quá rồi, Tuấn này đang bị mời quá rồi. Ủa, cay nhở. Nó cua nó quả cay luôn. Cái cổng nó cua, cáu thật. Hello Hùng. Tao không chơi được với bạn nhưng mà đua 5 được không? Đua 5 liệu có chơi được không? Đua 5 này có được không mọi người? Cua lại cho cay. Bật máy đi Tuấn ơi, bật máy vào đây nào. Vào đây gánh thầy nào. Không cần đôn nữa. Được, không đủ thôi, bỏ luôn. Quả đấy thầy một súng to thì chiến đó rồi. Sốc đạn các thứ yếu hết rồi mà không ra được. Đi nhá. Ok, thế danh thế stack 5 luôn. Spike down A. Đi rồi. Tụt sao đều có thầy gánh mà không sợ tụt. 264 ra đền boy á, nhưng mà cái skin kia là bao nhiêu? Là bao nhiêu boy á, để thầy xem thầy có đủ để đắp không? Daniel đắp cái. Một mình là thủ bên này mà không thằng nào vào được luôn á. Dã man. Scanning ahead. Ram the rune. Phải làm chậm các kiểu chưa? Thấy chưa? Phải làm chậm các kiểu con đó đà điểm. Làm sao được mà vào? Đây là đây rồi, đây rồi. Holy. Ủa. Bắn bắt đầu rồi kìa, bắn bắt đầu sofa rồi kìa. Standing. Qua lâu lắm rồi. Ok, để tí thầy ra xem như nào. Ủa, 4.300 không được, lấy đâu ra tiền bây giờ. Thầy tiền đâu ra mà chơi mấy con đấy. Thầy sờ lâu làm chậm các kiểu chúng nó rồi. Thế mà vẫn để chúng nó vào. Cả bộ á, cả bộ căng đi. Bắn căng đi. Rồi thằng này pick một cái. À, check cho nó pick nhỉ. Into the unknown. Scanning ahead. Reloading. One enemy remaining. Nice. Nó ở nhà nó. Cách cái ốp đấy. Chịu, thứ gì chịu nổi. Căng quá, căng quá. Không được. Bắn căng quá. Ở đây mà nó có kiểu nó quay răn đun một thứ nhở. Thầy thích kiểu đỏ đen hơn. Nạp kiểu muộn thế thì không thích đâu nhá. Không, đây là một set 2 triệu. Kinh quá, đúng rồi, các đại gia đâu hết rồi. Để đọc số tài khoản nhá. Không có mạnh bắn dễ thắng thật mọi người ạ. Không có mạnh bắn dễ hẳn. Watching here.
Triệu hoa là cũng căng rồi. Rồi căng quá nhỉ. Revealing area. TP 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 TP. Con TP. Stealing site. TP rồi. Omen TP, Omen TP. You will not kill my ally. Get out of my way. Last player standing. Hôm nay không bắn được. Hôm nay bắn kiểu mấy súng đấy không bắn được. 1.7 triệu. Tiền của thầy như cốc nước lẩu ấy. Một hớp cái hết luôn. Bắn sóc đi. Hôm nay không bắn được mấy súng kia rồi. Bắn sóc đi. Vendo chạy bắn hôm nãy bạn nào bảo chạy bắn 2 viên đấy. Thử mấy lần được rồi. Con Dayna nó ném vào mùa không nhỉ? Đây đúng không? Nó đây. Mọi người nó đây. Nó. Revealing area. Reloading. Here. Dragon, dragon. Here. Here. Deploying drone. Reloading. Enemy mark. Chà. Sở tinh á, ôi thể thử đến thử bán sở tinh mà. 1.2 triệu, 1.7 triệu, 2 triệu, không biết sẽ đấy bao nhiêu luôn. Sở tinh nhưng bắn gần thôi đúng không? Bắn xa không bắn được. Zalo bay thầy còn mất rồi cơ. Tức là cái Zalo của thầy ngày trước ấy, bây giờ là thầy đổi sim, bây giờ cái Zalo đấy liên kết cả cái thẻ ngân hàng của thầy. Mà bây giờ là không biết bà nào dùng ấy. Nên là Lan Hương cái gì như. Here. One enemy remaining. Nice. Last player standing. Bay bùng có thứ vào. Hay, này này. Dưới 2 triệu à? Dưới 2 triệu không mua được. Tiền đâu ra, tiền làm event cho mọi người ăn còn thích hơn. I could not have made that easier. Vẫn thắng không? Bắn sting nhá. Bắn sting này. Tiền nhiều cũng bắn sting. Và nó đi bên này đấy. Mình sẽ kê ở trong bedroom. Sting này mà khỏe á. Sting bắn xa chắc không trúng biết nào quá nhỉ sting này. Tiền thầy để làm event cho mọi người hơn đúng không? Thầy nhặt ốp đấy nhỉ? Shadows traveling. On my way. Spotted B. Shadows traveling. Cho nhà nhảy cổng về em nè. Nó nhanh à? Chỉ bắn gần thôi, bắn sao bắn được? Một đợt spa được rồi kìa. Standing ahead. Found them. Last player standing. Oh my god. Đục mạnh hơn Phantom luôn á. Ghê vậy. Nhưng mà nó lại đi bên này mới đau ấy. Thấy đang cây bedroom. Probably best to play the team. So hắn Phantom đi mọi người. Chúng kia hoàn xa không được ấy. Thế để vào nhật là bom nhanh nhỉ. Cầm sóc của cái bedroom ngon hơn. Phải nó nghĩ thầy đứng bên này là thầy đứng bên này. Mua một khẩu xe bắn xa nhỉ. Không.
Nghe tiếng này. Đây 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 được. Đây có. Ui ơi. 119 này. Sâu bao lâu, sâu bao lâu. Ui. Bắn vào cái 119 kìa. Silence. Spike planted. Cover going out. Chọc bắn thế rồi. Lật kèo được không? 11 tá không lật được đâu, 2 round nữa mà lật làm sao được. Check bắn anti along luôn này. Quả check bắn anti along luôn này. Lật 2 này, 3 này. Scanning ahead. Yes, you are. I am the hunter. You will not kill my allies here. Take flight. Ốp lo, ốp lo. Cứ tách, cứ tách. Anti thấy bắn cho nó lùi luôn mà. Bắn cho nó làm chậm ấy, nó đã nghe tiếng lo. Bắn cho nó chậm luôn. Revealing area. Stealing sight. Spike planted. The hunt begins. Oh my god. Standing. Có giải áp đâu, đợt này thì đẹp trai mà. Đợt này trông dã man lắm. Tại sao vẫn thua vậy? Lý do tại sao vẫn thua? Mười một mười có người lật kèo á, ông nào mà bảo lật kèo đấy, chứ đã bỏ mẹ rồi. Đấy, thời điểm định vào chiếm luôn cái trong đấy à, thằng kia nó cứ núp ra. Đây 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 chơi được. Ủa nó đổ luôn rồi. Bắn bọn nó lâu ngay. Ui dồi ôi. Đây đây đây. Thời tới, thời tới rồi, thời tới rồi. Bắn bài thì bắn nó lâu lắm rồi. Bắn nó yếu hẳn rồi, tất cả đều yếu rồi. Scanning ahead. Kia. Kia. Ah! Right here. Corner. One enemy remaining. Upper. Last player standing.
Này. Rồi, thế nó pick thằng ốp nó ngay, thằng ốp nó chơi ra được thầy. Skill anh thì anh cuối, anh quên mất skill rồi. Thỉnh thoảng anh cuống quá, không nhớ skill luôn á. Main này, main Sova nhưng mà mới chơi 120 giờ. Ở đấy không nhỉ? Hình như chơi Black hay sao? Ồ, nó đi bên kia đấy. Nó đi bên này nhỉ? Không bên nữa. Tách một cái đi. Nó là khó nhìn. Scanning ahead. Bắn Sego hơi ghê đấy. Một mạng giết 9 người. Vào mắt bắn thủng đít 4 ông. Đồng đội. Ôi trời. Last player standing. Ôi trời ơi. Spike planted. Yeah, ô tô tốt quá nhỉ. 20 rồi. Ok, cái bedroom quá. Chơi cái bedroom thôi. Được rồi. Mua sợ tinh đi. Bảo sợ tinh bắn quẻ. Đây nó. Need the drop. I need this. No. Các bạn cứ bắn đi. I need this. Bay đây bắn đi. Bro. Không được, không bắn Odin Time đâu. Get out of my way. Ờ, rep mình cầm ốp và thua á. Đây đạo thế. Đây đây kia đây. Đây kia đây. Ui ôi. Bàn kia nó trôi ấy. Bàn này nhỏ quá, bàn này nhỏ quá. Không để lại chỗ bàn kín luôn. Ăn được. Ôi. Móc tới rồi. Last player standing. Thôi đi. One enemy remaining. Shadows traveling. Nó tele rồi. Hello thi. Quả hay A là quả gì á? Thầy bây giờ thầy phải mic được cái bàn phím thầy để chỗ đó. Bàn phím thầy nó bị kiểu để ngắn quá, rồi phải để đè lên cái laptop, mà cái laptop thì nó bị trôi cái bàn phím xuống ấy, mỗi lần ấn vào bị trôi bàn phím xuống thôi. Đang vào Odin Time rồi. Bây giờ muốn để không trôi bàn phím, không biết để kiểu gì á. Ôi, vào Odin Time thật rồi mọi người ạ. Ông N bảo Odin Time đen thế. Vào thật này. Can someone thank you? Ôi, vào Odin Time bắt đầu phải bắn thật này. Vừa trận đầu tiên đã vào Odin Time rồi, đá hiệp phụ luôn rồi. Đây rồi. Giờ mới bắn thật này. Lớm rồi, mình mới muốn bắn thật một trận như này. Cái này bắn thật nhá. Đây là một đầu này. Một đầu này. Tip the balance in our favor. Cả đi long à? Đây nhà pick up là khó đấy. There they are. Reloading. Khó nhỉ? Deploy drone.
Standing. Oh, shoot. Cầm Odin nó sấy ghê quá. Mình pick Odin rồi. Đang đi chạy vào chiếm luôn ấy, chúng nó chưa về kịp chạy vào chiếm luôn. Cái bom góc đấy mình có mất một đường kê, khó quá. Góc đấy có mất một đường kê thôi. Quá khó. Bom đấy cũng mất một cái đường đấy thôi, nó vào nó chặn một cái cổng đấy thôi là chết. Bom mình không có nhiều đường thủ ấy. Không để cho mà ông Sam bên kia ông thủ cũng được. Để ông thủ sau tường đi, trong vào trước đi. Sao nó làm chậm bọn này lại đi. Revealing area. Smoke đi. Mà bắn Odin kém nhỉ? Chứ bắn Odin đẳng cấp lắm mà. Thua lại. Chết rồi, thua lại rồi. Ôi. Tất cả Odin sấy ghê quá. Nhiệm luôn trận đầu này. Trận đầu tưởng thắng rồi. Đâu rồi? Đó, súng bạc mọi người. Ồ. Thầy gà quá đi, sao tấn lại súng bạc rồi? Ai đây, xem ai. Từ nhá. Thôi để em kéo thầy lại lên vàng. Từ, vẫn còn người nhá. Thì... Em kéo thầy lên vàng, không thầy nhớ cảm ơn em nhá. Xuống đồng, thấy giáp xuống đồng rồi mọi người ơi. Mạnh nói thế thì thấy giáp sát xuống đồng rồi. Đây skill này, à, xem skin chứ. Nó nằm ở đâu? Đâu nhỉ? Thấy hết phần chợ đêm rồi sao? À cái bộ này á? Vãi trưởng. Như nào? 1700. Nó không có Vandal à? Mua Vandal ở mỗi Phantom được à? Bắn được còn Phantom về cả vấn đề ấy rồi. Ông không biết bắn Phantom khổ... Thầy chỉ mua được slot cho nữ á. Còn slot không nhỉ? Còn hẳn 2 slot luôn này. Vào đi Ngọc ơi. Chờ đã, để cho có bạn nữ vào. Vào đây để bọn tờ gánh. Ngọc vào đây thầy vào bọn tờ gánh. Đức có vào không Đức? Trận đầu tiên thua đau quá, vào Odin Time. Thua đau đớn quá. Ngọc vào đi. Dù có phải kích một người ra, kích thằng mạnh ra, tớ vẫn để Ngọc vào. Đâu xem mà. Chịu à, mẹ. Phantom đâu. Tuấn đại viện, gọi Tuấn đại viện thầy ấy. Thầy bảo nó nạp trước cho thầy chuyển nó sau nè. Gọi Tuấn đại viện đi. Tuấn anh ý. Chỉ chơi thường á. Nếu mà 5 người vẫn bắn được danh mà đúng không? 5 người bắn danh nào được mà. Cứ vào đi, mình gọi một người nữa cho. Ngọc cứ vào đi. Mạnh ơi. Comment Tuấn đi, ai cho đủ đây với 20 á, vào bắn thượng được. Nhưng mà anh Tuấn anh ý ấy rồi. Hả, Tuấn đi đâu? Anh Tuấn đi uống rượu vodka rồi. Nhưng mà thằng đấy nó có mua online mà, nó có mua online được mà. Ngọc cứ vào đây bắn thượng được. Thầy nhắn thử cho anh ý đi. Thầy đang like không lấy được. Ok, Kiên vào đây, Kiên vào bắn thượng luôn này. Lại Odin Time nữa à? Cày lắm rồi đấy, một màu đỏ chót đây này. Ok Kiên ơi, Kiên là Ngọc vào là vừa, để thầy xem gọi thằng Tuấn cái. Có ai ở ngoài kênh chat là gọi Tuấn cho thầy cái. Thầy khẩu gọi Phantom rồi. Bảo là thầy nhớ anh nạp hộ 10 triệu à? Nạp, ai bảo đấy? 10 triệu đúng không? 10 triệu trả góp 10 năm được không? Mỗi năm trả 1 triệu, 365 ngày. Mỗi năm trả 1 triệu. 100 triệu mà cứ... 1 tháng là phải trả bao nhiêu tiền nhỉ? Bây giờ 1 năm mà trả 1 triệu. 1 tháng là 1 triệu chia 12. Mẹ ngày xưa chưa học cái phép chia. Dao à? Không, con dao này xấu. Con dao này chính ra cái con dao của thầy nó cũng như thế à. Thầy muốn bắn danh không? Đây.
Không, nhưng mà có mấy bạn chưa bàn danh được bây giờ thôi. Bảo Ngọc Mai nhắn cho em vứt áp cho. Em dư 3-4 cái áp cơ. Ờ. Ngọc ơi, Ngọc có chơi nick bàn danh không Ngọc? Bảo Ngọc Mai nhắn đi. Mấy học sinh tớ thì nhiều nick lắm. Thiếu thì nick đâu. Dao effect cho em con dao này á. Con dao này 3.500, gần đủ mua cả cái sàn kia luôn rồi. Cái dao kia thầy có mà, thầy chắc phải mua con Phantom này thôi. Thầy mua Phantom thôi mọi người ạ. Mua Phantom đi. Phantom có hiệu ứng đúng không? Phantom này có hiệu ứng này. Phantom này có hiệu ứng. Tuấn đâu rồi? Gọi được không mày? Ủa thầy ơi, buồn quá. Làm sao? Hà cớ làm sao mà buồn? Odin Tam thua à? Odin Tam thua hay sao mà buồn? Con dao của Ban đây. Không thấy nhắn gì. Con tí mua vậy, tí anh Tuấn vào đi mua. Uầy, thử nhá con Vendo này. Con Vendo này nó không có hiệu ứng. Kiếm một người đi thầy. Đây có Ngọc, Ngọc không biết đâu rồi. Ngọc không biết đâu rồi. Còn Tuấn đâu nhỉ? B-boy. Con dao ở chỗ 7 cam 1 á. Chỗ nào nhỉ? Hello Quỳnh Nhi. Đây à? À con dao 7 cam 1 này à? Con này cái gì? Con này trông hèn lắm. Có skill giết người nhưng mà thầy làm gì giết được ai bằng dao đâu mà dùng cái skill giết người làm cái gì, hiệu ứng làm cái gì? Có giết được người bằng dao đâu. Dùng dành cho ai mà giết được người bằng dao chứ thầy bây giờ dùng súng thầy con đã không giết được người này. Ấy, ấn nhầm mở chết. À mình có hiệu ứng đâu nhỉ? Không hiệu ứng giết người mọi người. Thầy ơi, Linh ơi. Họ có đâu nhỉ? Gọi Tuấn đi, Tuấn nó đang online này. Múa, thầy có múa mà. Con này thầy múa mà. Múa đâu? Thầy ơi, thiếu một người này, mời ai đi thầy? Đâu rồi? Ngọc đâu rồi? Alo Ngọc ơi. Ngọc đâu rồi Ngọc ơi? Tuấn tay vịn ơi. Alo. Em đây. 1.600 cái điểm boy trong Valorant là bao nhiêu tiền nhỉ? 1.600 á. Đúng rồi. 300 nhỉ phải. 300.000 à? Vâng. Ồ đắt cho thầy vào nick thầy đi. Thầy thì ok. Ok, đắt đắt luôn. Okay. Đoạn này nó dê bệ thầy quá. Nhớ lần sau nhá, lần sau là không được nạp cho thầy đâu nhá. Lần sau thầy gọi đừng đừng nghe máy đấy. Bây giờ thầy đợi 2 tuần ấy, nó sắp bật chung kết thế giới rồi đấy, nó có bộ đấy, set đấy, mình để set đấy phải luôn à. Không, cứ set đấy tính sau, bây giờ cứ chuyển set này đã. Nhìn khẩu Phantom mày ok đấy. Ok. Ok nhá. Ok nhá, cứ đắt đắt thầy này mua khẩu Phantom cái nhá. Ok, để em đợi. Trời ơi. Ok. Tất cả tại hàng Đức. Ngọc ơi, không có Ngọc à? Không có Ngọc còn ai không mọi người? Còn ai vào triển không? Thầy vẫn chưa accept Quỳnh Nhi à? Ai đây? Đây là Ngọc hay ai? Bạn em. Ok. Bạn anh ơi. Vậy. Ok, đợi đi. Vào game. Chat đấy. Ê, thầy mua khẩu Phantom chưa thầy? Đây, thầy đang chờ Tuấn nó nạp xong một tí, xong trận này ra mua khẩu Phantom. Không bị nhớ em nhá, em là không có skin gì đâu. Ok, tí thầy vứt cho hết. Mỗi tất cả team mình khẩu bắn của đấy luôn. Tất cả tại Lê Tuấn nó dê bệ thầy. Mẹ Phantom súng tủ em, mẹ thầy không drop mẹ em ăn cô lâu. Drop cả team luôn nhỉ. Tuấn dịch không? Biết Tuấn dịch trong team mình không? Anh thanh niên mua full bundle 7 ngàn. Mua full. Biết rồi. Bắt mới à. Nhật Linh gặp thằng Trần Duy Hương á. Thầy dạo này không có thằng đấy nhá. Tí thầy mua dao không thầy? Thầy mua dao không? Tí mà em vứt con dao cho mà múa. Bây giờ mua được nữa không? Con dao xiên luôn một cái. Cũng mình khịu cay ấy nhỉ. Dao vứt được thầy vứt cho 2 con. Đây là dao em vứt rồi, em vứt cho hẳn 3 con, 5 con luôn. Con dao thầy thích kiểu cái con cầm quạt ấy. Tại Lê Tuấn, thằng Lê Tuấn nó bảo thầy mua súng, nó gạ thầy mua dao luôn. 5 con dao đều có hiệu ứng. Quỳnh Nhi tí nhắc thầy nhá. Cuối live nhắc thầy Quỳnh Nhi ạ. Cố gắng xem đến cuối live xong rồi nhắc thầy trước khi thầy bye bye. Thì á, Trần Duy Hương lạnh lùng với em á, thằng này mẹ em ra giá thấp quá à.
Thằng này nó đứng ở góc Trần Duy Hưng rồi, em có đủ giá, thằng này nó đi ngay. Coi em là trộm đế luôn. Bắn. Match found. Người thằng này chìm hả? Đúng rồi, anh đang chìm stream. Nào? Anh á? Anh stream rồi thật. Cần vậy? Ê, thì Minh Lao. Facebook. Minimal. Ờ, anh like bên Facebook. Facebook. Anh like 2k, 1k Facebook tầm này, 1k lúc 12 giờ đêm like bên kênh NNXN. Ờ? Hả? Ờ? Ai ao đấy? À, Đào Dương à, không phải là Trần Dương à? Bỏ mẹ rồi. Rồi, sao? Thằng này nó ao ra, nó vào xem stream của thầy rồi. À, nó bỏ anh em vào xem stream thầy rồi mọi người ơi. Thôi bắn Andres đi thầy. Ờ, Andres đi được. Vẫn nạp lâu ta. 600, ui nó nạp lên 1.200 cái này rồi. Cái này đúng không? Mua bằng cái này đúng không? Ê thầy từ đấy thôi. Thế thì mua xong rồi thầy hãng vào, xong rồi thầy nâng full đồ lên nhá. Thầy lấy em màu đỏ thầy nhá. Ok. Hoặc là màu trắng. Thầy okay. Lấy em màu trắng đi, em xin thầy ấy. Ok. Trắng đỏ thì mua hết, nếu mà có mua hết. Trần Duy Dương là cái đứa mà hay vào like thầy chuyên môn để cái giá. À đến chuyên môn vào vắt comment là hoa rơi cửa Phật, vạn sự tùy duyên. Xong ở dưới là cái gì à? Hoa rơi cửa Phật, một quật mấy lốp cái gì. Ok Tuấn ơi, đáp số bao nhiêu gửi thầy số tài khoản vào nick thầy gái. Tí thầy chuyển luôn. Tí thầy chuyển xong rồi thầy không chuyển. Không bao giờ luôn, bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu lâu nay rồi, có bao giờ thầy làm Tuấn thất vọng đâu mà. Rồi xem nào, từ từ thầy mở cái màu cái. Mẹ nó bắn được vào đầu giết người, nhưng mà thầy không bắn được giết người thì thầy làm sao lên hiệu ứng nhỉ? Mở kiểu gì? Mở level 2 này. Mở level 2 này, mở level 3 này. Bắn vô, cho mấy này, thầy để màu đỏ đấy. Mở màu trắng nhỉ? Mở như máu nhỉ? Thôi để màu đỏ đây cho trúng con dao của em. Nhưng thầy không mở được. Mở đâu? Mở được. Nó không cần mở. Đây là mở khóa nhỉ? Kìa có cái mũ trồ và... Không thấy. Đâu? Đấy, mũ trồ Varian đấy. Ấn vào mua đây đấy, 15 đấy. À đây á? Purchase a variant. À đây. Phát âm tiếng Anh chán, em mua hết luôn đi. Mua đủ màu đi. Bây giờ ván này trên màu gì nào để thầy biết thầy chọn nào. Màu trắng thôi, em nói đầu mà. Màu trắng. Trắng à, ok, chơi màu đỏ đi. Thật luôn. Đây, chọn màu trắng rồi. Rồi, hay rồi thật. Tuấn gửi nhá. Tí thầy chuyển, hết la thầy chuyển. Em nghĩ nên bắn Andres cho nó thoải mái thầy ạ. Thoải mái được bao à? Không để mang này tiếng cười cho người xem hết thấy. Ờ thế thì bắn không ra bắn cái này. Ô sao mạng này đỏ chót rồi. Cho này về Singapore được không? Ô không sao, bắn Andres thì mang tiếng cười lại còn không bị mất điểm nữa thầy nhỏ. Hiểu. Bắn Andres thì thầy mà... làm gì cũng không bị nói thầy. Ok thì Andres đấy được. Andres đấy được. Bắn danh đi. Bắn danh đi. Bắn danh đi, không phải sợ đâu. Thầy nghĩ không phải sợ đâu, có thầy mà. Không ra không. Thế để Hồng Kông em cái. Làm ơn, em xin thầy. Thầy có đến Hồng Kông thầy đỏ chót à? Hồng Kông thầy đỏ chót á. Thì cái mạng thầy Hồng Kông đỏ chót luôn này. Thế tôi Singapore. Để Singapore được. Bên này chờ mình vô tập điện xíu được không vậy? Nhanh, còn 3 phút rồi mà. Để tập điện xíu âm này xíu à. Dạ 3 phút được rồi. 3 phút chờ được mà. Thầy xem lại skill con này cái. Ui. Vừa mua con này cháy quá. Con này không bằng con màu đỏ. Con màu đỏ đẹp hơn ý. Màu trắng điểm nhất là thầy à, thế thầy điểm tăng à. Thế có màu trắng rồi, chơi bắn em màu trắng đi. Mua cả set rồi đấy Tuấn, thầy mua cả set rồi. Thầy chắc là để con Phantom mà cho màu xanh đi. À Vanda cho mày màu xanh đi. Ok Tuấn ơi, cứ bay đi nhá. Tí nữa thiếu tiền ới thầy. Thầy có Spectre không thầy? Spectre có luôn. Spectre... chọn cầu nào bây giờ? Từ đầu mạnh à, đường mà lên hả mạnh à? Thầy cứ bị học sinh. Spectre có mà. Nào? Đây. Spectre nào? Thầy nhiều Spectre mà. 4 Spectre, 3 Spectre. Spectre không hiệu ứng. Không hiệu ứng. Chuẩn bị mà lên mạnh à? Từ từ từ.
quang là cái gì cơ? Cái gì? Thorperin ghét cái gì? Đặt con trai mà đặt lại đặt là công chúa bao giờ không? Nhân yêu à? Bạn là bạn thầy đường tan có sợ biết chê không hiệu ứng bạn à? Có không hiệu ứng. À, tên gái nhỉ? Ủa nãy giờ đánh quá trời luôn mà cũng chưa ấn. Ê ôi áp thằng Khánh nhiều người ngon quá. Ôi anh đạt anh Khánh à? Ơ ê thì về nhà tắt 1602. Ok rồi nhớ Quang ơi. Hạ con uốn lượn của thầy à? Con thầy chơi chiến đấy, thầy hơi nhiều dao ấy, thầy dùng con này cho mà xem đây này. Cháy chưa? Con nào nữa không nhỉ? Sao hả Quang? Vẫn còn, nói chung là cứ like buổi tối của thầy là ai mà được A, bắn danh, được A là có 50. Chưa bùng kèo một ai. Cứ thầy like buổi tối, nó là luật rồi, cứ like buổi tối ai được A là có 50. Thì khó thầy, thì khó. Chết má, hỏi lớp này xem bọn này thịt của thầy bao nhiêu lần rồi. Thầy bị vẽ. Có bao giờ là không trả đâu. Trả hết, cứ bắn danh, like buổi tối. Là có 50 nhưng mà làm gì có ai được đâu. Đấy ai nhỉ? Tuấn được không nhỉ? Tuấn có thằng nào nhỉ? Thằng nào được 2 phát, 1 like ấy. Ê vãi. Mình cứ phải lao phát lên đổi một mạng. Cố gắng lao lên đổi một mạng. Mày mà mạnh vô mạnh. Mạnh là mạnh vô mạnh. Khả năng cao là em dễ A lắm nha. Mạnh. Cho kim mạnh. Ê, rào đi, vào đi. Rà phát mà. Trận này chỉ bắn Phantom thôi. Mặc dù Phantom mà khó bắn vãi đấy. Mà bây giờ nó đang bắn chung kết thế giới à? Đấy anh Tuấn bảo nó đang bắn chung kết thế giới không biết phải không? Ừ, cái Battle Pass mình còn chưa mua hay sao ấy. Không ngon. Loạn chiến á? Loạn chiến cái game đấy chơi kiểu chất điện thoại là tốn pin quá, thành ra thì không chơi. Bây giờ thầy đang chơi một cái game mà nó giống Valorant trên mobile, nhưng mà game đấy là nước ngoài cơ, phải fix IP ra bên nước ngoài mới tải được. 29 mới chung kết thế giới á? Nó bắn bao giờ xong nhỉ? Bao giờ để thầy thử xem và thầy hỏi xem mà thầy bật like thầy xem chút thế giới được không? Match found. Bật lên xem chút thế giới cái. Xem mọi người thấy bình luận viên. Một pha lao vào của Z Nguyễn Mạnh. Anh ta băng vào và bốc hơi ngay chỉ trong 1 giây. Mensova. Ủa được 3 đô lít ok đấy. Mẹ mày bố pick lock mẹ nhanh hơn cả chúa. Được rồi được không sao 3 đô lít này. Bích chưa? Bà đô đã bích luôn rồi à? 1, 2 okay. Em phải bắn đô lít rồi thầy. Em bắn cái gì? Cái bắn đấy kìa. À đô lít đây, sớm bóc chết đùa thôi. Đùa thôi, có heal thì đẹp. Thầy chua thì thầy muốn em chơi heal không? Em heal cho mỗi thầy thôi. Con nào đấy? Con nào mà heal? Sky à? Không thầy nghĩ thầy chọn heal. Còn nếu mà có heal thì thôi. Nói đấy. Ôi bắn mẹ đua lít mẹ. Ok thế thầy ấy, thế thầy heal không? Em bắn đua lít vậy. Ok. Thầy vừa Sentinel vừa heal. Đua lít phải có một người heal nữa chứ. Đây thầy heal, thầy heal, thầy heal. Chơi đua lít chứ. Thầy chơi Sky này ơi, lên kho. Đây thầy heal, không thầy chơi heal, không có heal. Heal khó. Đây em tự heal, em tự heal. Ok. Liền nữa gặp tìm nó ra được chim cái bệnh với mạnh nè. Hôm trước dọa Linh cái Linh chả khóc nè gì nữa. Khóc quá là không ra xem thầy luôn gì, dỗ thầy mấy hôm. Nhưng thầy phải xem đã Tuấn ạ, thầy phải hỏi xem có được like xem đã. Chứ xem mà dính bản quyền thì chết thầy.
Hôm trước vừa ăn một gậy xong, ăn một gậy phát nó đánh gậy thầy phát nó khóa like thầy mấy ngày ấy. Xong rồi hạ đề xuất luôn. Mất đề xuất luôn. Bóp luôn. Hôm đấy là cũng bắn Valorant. Sao cả ông nào ấy, ông ấy bật cái nhạc ấy. Không bật nhạc hay ông ấy hát rap ấy, dính luôn cái bản quyền. Cáu thật. Ôi thầy gì mà mình mở mở anti của Sova có bị bản quyền không thầy? Mở anti của Sova á? Ừ. Thầy có con Sova thầy bắn nó vẫn chưa mượt lắm. Ý là mở mít lên bật bật cái. Mở mít lên bật bật cái gì cơ? Bật con tay của số 3. Nhìn lại. Nhưng mà con số con. Hử? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Dao. Dao vàng đây này. Đúng rồi, một A một A 50k. Dao này chọc vào đít người da vàng khè này đấy. Chọc đít thằng người da vàng khè này. Mà nó Cyber và Sade tên nó bằng bằng hai. Đấy dỗi không vào live thầy mấy hôm rồi gì nữa. Bắt trong live làm gì? Bắn đi. Ra ra. Nó mới sợ hả? Mới sợ hả? Có biết ánh sáng chói loa không? Ok. Không sao thầy đưa các mọi người. Thôi nhẹ nhàng. Vấn đề là thua làm sao được ấy, trong khi có Sky nó thách ốp, thách ốp. Thấy chưa? Bảo rồi, không mau phải sợ có thầy. Có thầy. Ở đâu? Đâu? Ra hết rồi. Sao? Đông thế. Chả dỗi thì sao à? Mấy hôm không thấy vào live thầy luôn. Dỗi luôn. Không có nhá. Rồi ra. Spike down B. Ai. Hưu à. iPhone đã đạp cà nữa chứ. Sai phone được AFK mà mình vẫn thua. Phone nít mà, phone à, phone nít về mì à? Một đô nít AFK. Ôi trời. Có súng này. Có súng này. Một súng bị chết thầy. Một súng chết. Ê, đây, phát đông này ơi. Help a girl out, would ya? Đây. Một súng chết thầy. Ok này. Time to mobilize my pack. Test đâu mà test, Sky tốt như thế mà. Ra đây. Đúng ok chưa? Không được đấy ơi, không được em ơi, vào chiếm nhận thầy mình lên. Để sợ, đây là em này, mẹ em bắt đi ăn tối. Yeah. Ra thầy Hiếu, ok. Mày chăm cháy. Đợi móc, đợi móc. Đấy, đây. Ở đâu ấy? Trong sân thang, mở bay cái lần. Phần đầu thầy luôn. Ui rồi ôi, súng này bắn khó quá. Ông bảo mua súng này, ông Đức đúng không? Help a girl out, would ya? Oh, I xin, ông bảo xin. Ai xin, ai vừa xin đây. Nãy ai vừa ném cái này đây. Đây này. Còn ai? Ai. Một số chơi thầy ơi. Help a girl out, would she is mate?
Dao đẹp nhưng mà có giết được người bằng dao đâu. Ôi, móc luôn kìa. Ủa thằng Z90, Cypher 40. If you say one of my creatures, it's a good thing, alright? Let's figure out what they do eventually. Quán không nhầm thì thằng này rất thầy cần hiệu quả. Ok Linh ơi. Nó với nó về một mà bán. Đẩy ghê thật. Vào một thì rất nhiều thứ mà bán. Còn bắn thật thì không biết anh gì đâu nha. Watch and learn. Ai mà đánh phải luôn á. Quay vỡ lờm. Người ta đổi nick một phát là được mà. Rank gì ạ? Rank bạn xem là ở trên mấy cái kiểu app tracker hay gì đấy. Last player standing. Spike down B. Bắt nào vậy? Sao thầy cảm thấy bất an thế nhỉ? Thầy bất an vậy. Cái gì? Cần gì? Mẹ, múa dao nhiều quá không bắn được. À, con dao đẹp chút gì nè. Cần gì? Cần cái gì đây? Phan tôm. Ai ai cần phan tôm đây? Không nào đây. Help a girl out, would you? Cheese, mate. À, ông nào đây? Nên nữ mời ông chú kia vô mà anh. Đưa tôi ăn thằng này, tôi ăn thằng này. Reloading. Đưa gì cả? Watch this. Nó đẩy nhá. Enemy spotted A. Cháy một cái. À. Stim beacon here. Reloading. Em có vào không? Ồ, nó đứng dưới sau cái tường. Sau cái tường đấy. Reloading. Blinded. Rồi. Chị mới Viper. Spike down A. Viper 90 nhá. Phát tam bắp, phát bốp tắm nha. Anh xuống bạc rồi. Đối với ván chờ. Súng này rút ra chậm thật. Viper yếu, Viper yếu. Bốp tắm, bốp tắm, pha xe nó như nào? Có ai bắn thằng pha xe không? 48 rồi. Game thắng đầu tiên này. 10 seconds left. Cross fight. Đâu tam, đâu tam. Hay. Ây ôi này. Được. Game thắng đầu tiên. You keep pulling stunts like that. You can brag as much as you like. Ai được game thắng? Đâu? Help a girl out. Cheers, mate. Help a girl out. Thế ngoài rút được súng này từ đằng kia rồi. Tại em nghe không có rõ thì nói lại em nghe cái. Được. Chiến. Em chiến đấy. Tí mà em vừa đấy. Bây giờ em đi ăn cơm đây. Em chào rồi. Vãi trưởng. Bỏ rơi anh em à? Ủa nó bật anti bên này rồi. Spam vào không té thôi. Nó trốn thôi, té đi. Sang bên kia không? Không có trốn được bên kia không? Trốn bên kia thì vào. Mít đi rồi này. Có
Có bên này thầy. Vào đây. Cũng đi lấy voi của ấy. Ê, bọn nhà mình. Nó công lên nhà mình rồi. Mày trái. One enemy remaining. Tả cái anti nó chạy làm sao được. Open up the sky. Nó phải ra. Hay. This is crazy. It feels like we've been doing this forever. Yeah. Hậu Yami thì thầy cũng lâu rồi mà, còn công khai thì không biết. Ê thầy ơi, em mở khẩu River ấy, mẹ công ngon quá. River là khẩu này á? Ok. Thầy vào Discord em bật cam cho thầy, mẹ hôm nay mẹ em nấu cơm trứng với cả măng tươi ngon lắm. Nhìn thích đê, nghe thích đê. Nhưng mà có hành không? Trứng có hành không? Trứng không hành thầy ạ, chỉ có canh bí là có thêm tí hành cho thơm thôi. Thế sao thầy cảm giác người đến mùi hành ấy nhỉ? Người đến mùi bị hành quá nhỉ? Nó thấy off kìa. Wow, cái chuyện này. Thế cảm ơn. Thầy ngửi lại thêm ấy, có mùi khét của em không thầy? Thầy đang ngửi thấy mùi này, mùi hơi thum thủ, mùi sầu riêng ở đít em hay sao ấy. Ke này đặt spy. Ke này đặt spy cái. Một phần lăng cốt. Nhà mình kìa. Nó móc từ bên A sang kìa. Kitchen, nó kitchen rồi. Chừng có hành à? À sao làm thầy ăn hành ghê quá. Hôm nay thầy ăn hành quá trời này. Em khẩu á? Khẩu gì? Cái khẩu mà thầy mới mua ấy, đẹp quá. Ok, cho thầy đi. Đây. Ok. Ơ, xuống đây đâu rồi? Thầy có bản đồ gì? Ờ, bản đồ thầy vừa nhặt đấy. Bản đồ thầy vừa nhặt thằng kia. Đi entry đi. Bản đồ skin á, bản đồ skin thầy là gì? Bản đồ skin thầy á là cái gì à? Không nhớ luôn á, cái màu trắng trắng cũng giống với cái con Phantom vừa rồi ấy. Thu quá, để thầy xem. Pick up với thầy à? Thằng này pick up với thầy mọi người ạ. Láo thật. Pick sai có một. One enemy remaining. Cô chụp phải lăng. Ok kìa nữa. Cửa gì? Thầy sắp thắng rồi. Kinh bệnh ra cho em vào á. Làm thế tội quá. Làm thế tội mạnh Tùng ơi. Nhưng mà không sao. Thầy sẽ làm được chịu những cái tội rồi. Cái đồ á? Ok. Ngon mà thầy, mà đồ này cũng ngon mà. Ngon á? Ngon trong tay thầy thôi thì bạn nó mới ngon. Biết vì ai không? Hay ấy. Biết thầy là ai không? Không. Thầy á, bet thủ môn Việt Nam đấy. Bet Valorant. Con kêu em được giải Á quân rồi ạ. Thầy biết giải GKVN không? À thầy biết. GKVN. Con kêu em được giải Á quân rồi ạ. À. Em đi găng của GKVN luôn à? Con mẹ nó vãi. Không ạ, em có nhiều găng lắm. Gần như hãng nào em có nhưng mà em kiểu hôm trước em đi của Keeper Sport anh ạ. Em được tặng đôi đấy. Có VGS của thầy không? Thầy có VGS Astery, em quen cả anh Tuấn mà. Thầy làm VGS mà. Thầy đóng cổ phần. Thầy VGS thầy đeo đẹp hết mà. Em thầy nhưng mà thầy là kiểu là thầy bán luôn đấy. Thầy là kiểu người trong công ty. Thế hôm nay em ủng hộ thầy bán ở TikTok Shop à? Không, thầy không bán TikTok Shop mà thấy cái cửa hàng của thầy thôi. Em mua thì mua cho thầy luôn. Thế hôm nay em không ủng hộ. Câu vào thầy. Hồ xong rồi em. Cửa hàng luôn à? Last player standing. Sao nhìn lên đây thấy thầy? Có mà. Đang ở Mỹ Trì. Thế thì phải thu nhập một tháng thì 100 triệu. Thấy đâu ra. Huy Tùng nãy không gọi mạnh vào là thấy yên rồi.
Thế mà để mạnh vào cái là thầy vẫn yên nhưng mà là không, thầy thì thằng đấy vẫn làm event tặng găng tay mà. Cái kênh thầy, thầy tặng ai nhỉ? Tặng ai mấy đôi găng tay rồi đấy? Quần áo này găng tay hay làm event á? Để event nó to to rồi. Găng của Vipu không? Găng của ai? Găng tên là Vipu. Vipu á? Thầy không biết, thầy không biết loại này luôn. Reloading. Găng của Vipu đấy biết không? Không biết. Cái găng đó thầy à? Găng Vipu găng nào vậy? Găng đó thầy biết không? Thầy không. Thầy ơi em khẩu văn tấm. Đứa nào nhận ốp rồi? Đứa ốp này! Đứa nào mà nhận ốp? Đứa nào mà nhận ốp rồi? Ốp, 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 ốp này không? Tôm đâu? Chúng ôn nhận hết rồi. Tiền giữ, tiền ốp á. Hả? Thầy bay trong đồng đội là có ốp đâu. Ok. Bị ngu rồi. Thấy văn đồ rồi. Rồi. Thì mọi người ơi, lùi lùi vào kia cứu đứa thằng này đi để thầy nhặt xuống một cái. Không phải nè, đợi một. Ôi tha tha mình đi. À pick tẩy. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Hay luôn. Pick tẩy cái gì? Rồi vô sai, vô sai đấy thầy, để gặp phải lại cho. Ke ke thầy. Heaven 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 heaven. Heaven heaven heaven. Set low, set low, set low, set yếu, set yếu, set yếu. Set heaven yếu. Last player standing. Đấy, tụi heaven hả thầy. Để dưới dưới trên trái kìa. Sát yếu. Sát yếu lắm rồi. Vô rồi qua cho giết á, sao á. Last round in the half. Em đang ăn cơm ấy anh thầy ạ. Thầy phải tổng bắn chứ thầy. Phải tổng thầy, phải tổng thầy. Đây rồi rồi. Đấy thầy nít lại kìa. Cái mẫu Zeno thầy không biết luôn á. À, Wicca Zeno của anh chuẩn con đúng không thầy? Thầy không biết. Thế có người hỏi ấy, thằng Hùng nó cũng là thủ môn của đội gì, trẻ Quảng Ninh ngày trước ấy, giờ đấy. Cái găng đấy em thấy cũng đẹp với cả tị với cả tầm giá ổn, nhưng mà em nghĩ là của KVN vẫn kiểu có giá trị thương hiệu hơn anh ạ. Đúng rồi. Nói chung là bây giờ là cái nhiều cái găng Việt Nam bắt đầu là tràn lan trên thị trường rồi. Ngày trước là LH đầu tiên, xong rồi găng của bọn thầy LH của anh Lê Hiếu tốt đúng mà rồi, anh, nhưng mà em rồi. Thấy form nó to á. Không, anh ấy thay đổi nhiều đấy, anh ấy đi đầu trong cái găng Việt Nam ấy. Hồi trước có à Go B với cả là ấy nữa mà ấy. Nó bắn nó ban tiêu rồi, sang bên kia đi, sang bên. Sao đưa thầy Sabai, thầy đang cầm ốp mà. Có đi cổng này không? Đi Sabai lại. Đi Sabai lại. Bích chết là không ai đổi được. Bích chết đéo ai đổi được, đừng có pick. Thôi không, không. Thầy không có nha, thầy không có nha. Quá trời ơi, pick có ai đổi được đâu mà pick. Thầy mù cái. Mẹ. Cái gì. Thầy để em A cái, em xin A cái. Thì có ai giết được ai đâu. Xin cái A nào. No info. Ở đâu? Chết rồi, lỗi rồi. Flat. Ở dưới này. Mình cần chiến thắng nhá. Thầy vào đi thầy. Đang kê, đang kê spy. Đâu quá, đâu quá. Em đi mít rồi. Đâu nó. Ê, cho em quẩy thầy nhá. Ra. Ê, đừng thầy ơi, đừng. Phải. Chuột trái thầy bị hỏng, tự nhiên nó bị ấn vào ấy. Cái thế nhờ, để lại rồi mà tự nhiên nó chuột trái. Thầy mua, thầy là thầy mua mỗi cái phát tôm mới thôi. Còn mấy cái kia thầy... Dỗ là thầy à, dỗ là thầy à. Kèo mọi người. Team ơi, có gần đó nữa. Kèo mọi người ơi. Mạnh thì non sẵn rồi. Thầy có găng reset không? Găng reset thầy không có. Để đợt tới là gì nhỉ? Đợt tới là trung thu à? Thôi để mùng 2 tháng 9 đi, mùng 2 tháng 9 làm cái event đi, làm cái event mà găng nó phải có. Event về găng đi. Event về găng đi. Làm cái event về găng. Nó đọc là roi. Ờ. Hãng của Ý. Không phải, đúng là roi. Mấy cái găng ấy là thầy không biết đọc đâu nhá. Mọi người ạ, mọi người kiểu chơi phủi hay gì mà nhiều người ta còn biết găng hơn thầy. Thầy không biết đọc tên găng này. Không biết đọc tên găng cũng không biết là nó làm chất liệu gì. Nhiều người vào nói chất liệu làm từ cái gì thì thầy chịu luôn.
New Basic này, ở ESS này, Super Grip, Absolute Grip kiểu kiểu đấy. Mấy cái đấy thì thường nhà sản xuất sẽ cho mình biết mà. Anh chỉ cần đọc qua là được mà. Anh ít đọc ở đây nhá. Last player standing. Spike planted. Mọi người kiếm cơm thì thầy phải né cơm chứ. Phonix A làm thêm 50 của thầy là thầy toang đúng không? Mọi người phải bắn bằng thực lực, đúng rồi. Phonix là đang có 50 rồi đấy. Một A 50 của làm cái. À? Ờ. Em nói thế thôi chứ em đang ăn cơm rồi ạ. Cho nên là thầy mọi người có thể bảo nhau nhường được nhưng mà bảo thầy không nhường được. Ơi thầy đây. Em xin AFK nút ra này, em ăn nút bắt cơm rồi, hứa. Thầy xong trưởng. Đâu đang đứng ở đâu? Có tiền không? Bay khẩu súng này. Tại vì cơm còn mỗi quả trứng với cả là một ít thôi mà nhá. Đừng có ăn, đừng cho anh vào. Mấy ông ăn ông còn chăn cả cái canh bí anh vào. Tên súng đúng rồi. Không, tên súng thì nhớ thầy đọc sai ấy. Vendor hay Vanda lại chả biết. Bên này có một thằng. Ui ôi em ơi. Bên này nhiều hàng em ơi. Mọc. Ui nó vào rồi này. Nó vào rồi. Hay. Đẩy lên được. Hay quá. Nhìn thùng mọi người ơi, mọi người nhìn thùng này. Nhìn mạnh này. LVH cây ca này. Đấy, bảo vào cánh thời bắn thế kia kìa. Thầy ơi. 23 này. Cái đó lên của khách thầy. Của người ta thầy. Trời đấy khác nhưng mà đấy là mạnh. Bảo vào cánh thời bắn thế kia kìa. Huy Tùng mà ơi thì thầy ngay là gì nữa. Huy Tùng mấy hôm ơi thịt của thầy rồi gì. Hôm nay để người khác thịt chứ. Việc mạnh thầy an tâm luôn, mạnh không mà được ơi luôn. Mạnh bắn như này mà ơi làm sao được. Ok Mạnh ơi. Khánh hôm nay kìa Mạnh. Ừ quả ấy. Kệ mẹ đó. Quả anh Bình hôm qua ghê thật. Quả anh Bình hôm qua ra. Ngày trước nhá, ngày trước là gôn ra không mà. Em ăn xong rồi ơi. Vào triển lại đi, không niệm bảy đều đấy. Đây em xin khẩu văn tới em bắn thử giấy rồi, em đừng bê thôi. Thôi một khẩu ca này xong rồi. Hôm qua là... Thầy cần em mua không? Thầy cần mua không? Em mua không? Không qua thầy xem của anh Bình, anh Thanh Bình rồi. Quả đấy ngày xưa nhất là không ai dám vào gôn luôn. Gôn hô phát là tiền đạo né ngay. Nhưng mà kiểu bây giờ là kiểu cái luật nó không còn bảo vệ thủ môn ngày xưa nữa. Thành ra là tiền đạo nó vào ghê quá. Cách chơi của thầy có giống thủ môn hiện đại không rồi? Em là kiểu... Bây giờ toàn chơi hiện đại mà. Bây giờ toàn chơi hiện đại mà. Em kiểu thấy bóng đến ấy, em lao ra em phá. Đúng rồi, bây giờ là nó phải lót cho hàng hậu vệ rồi. Không phải chỉ bắt xong. Hôm qua anh Bình anh ra quả gãy chân luôn á, bị gãy chân. Đẹp mà bắn ngu. Gãy xương đòn hôm qua vào hỏi anh ấy anh bị gãy xương gãy đôi luôn ấy. Không có bị thẻ đỏ nữa. Ok Huy Tùng ơi, tí nữa thầy cho đi. Cho là mạnh đi bụi. Sau tung. Đẩy nó. Bố mà. Ơi. Hay. Các bạn con rồi bố. Giờ mới thấy mạnh bắn này. Defuse the spike. Defuse the spike. Múa như thật đi. Thấy có Odin không thấy? Odin á? Dạ. Có, nhưng mà Odin không thể Odin đang để cái set Odin gì. Ui, set Odin cùi rồi. Thầy. Odin là ngon rồi thầy. Odin làm cùi gì có Odin xịn mà đòi Odin cùi. Có thầy có cái khẩu Odin mà cái gì mà nhiều tiệc bãi biển nhỉ, bể bơi cái gì ấy. Thầy mới mua. Thầy có mà. Ủa, thầy có mua Odin River. Let's go. Thầy ít bắn Odin ấy, thầy tay to bắn Vendo. Sáng mai livestream nhá thầy. Ok. Ơi mạnh chèm bí này chỉ như thế nào bạn hay nice
Ủa thầy có câu lạc bộ nào không? Thầy có chăm câu lạc bộ nào không thầy? Có chứ. Đáp án nào, đáp án nào? Ở Hà Nội. Đến lúc ăn trắng miệng của thầy ơi, caramel thầy nhá. Ok. Enemy spotted A. À vô vô ai vô. Vô tên này. Z nó bắn tín vãi cứt. Vô. Ui được. Được, sáng hết cả màn hình thầy luôn. Em có súng rồi. Họ rotate đấy, phải là mid, phải là mid. Úi trời ơi. Anh đừng mid, anh đừng mid. Bắn tí phết đấy. Có mid rồi à? Ồ, phải. Nghe tiếng B này. Dead nó flick vô lủng, ra gì thầy. Dead nó ấy, dead nó mop á. Phải là mid chưa? Vào B rồi thầy ơi, vào B. Last player standing. Spike planted. Xe bom xe. Xe bom thầy. Trốn đâu bây giờ? Ba hàng nghe thầy à, thằng đang chọc sai á. Để ship đâu vậy thầy? Một thằng chơi gầy đó nha. Trốn. Để dây cuối ra. Giờ đây không bắn ốp luôn mà, chứ bắn ốp tín lắm mà giờ. Nói cho chủ quan thôi. Thầy lộn lộn, thầy lộn lộn info rồi. Cầm hồ đen nha. Lộn info rồi. Ui dồi ôi. Thầy cho em mơ sửa chê thầy. Ok. Help a girl out. Đây đây, thầy cho em mượn Phantom mẹ em bắn thực tế cho. Phantom Caramel. Help a girl out, would you? Cheers, mate. Ê, thầy, em đây. Help a cheers, mate. Thầy mua tap đi nhé, thầy nhá. Mua tap, okay, nhớ thầy nhá. Anh, mạnh. Anh. Chạy biến, chạy như thế nào bạn? Chạy biến. Cái gì? Ủa, thầy có xanh vào đấy mà. Quả anh bình ghê quá. Kéo ai biết. Mít à? Mít đồng không? Mít đồng không? Cypher bên B. Cypher B vừa về rồi. Ra mộ không kêu nó. Còn mẹ nó vãi cả cứt. Vẫn là ông dẹt một táp vào đầu. Ảo thật đấy. Nhiều skill mà, nhiều skin mà. Toàn đừng pick, đừng pick. Ok. Có thật thầy vệt heal, ai yếu vệt heal, hai đứa vệt heal, về đây. Một cái chân, thay. Nghe thầy nó đi được sau luôn rồi. Nãy thầy đứng ấy canh mãi nó không ra. Vừa vào cái nó đẩy luôn, nó đẩy B lên luôn. Này. Ôi. Hay. Cầm ốp, cầm ốp á. Mên, nghe tiếng rồi. Fully smoked. Đi phía. Hai. À. 98 căng quá. Đổi sang tao ấy. Đúng má quên tay quá. Đéo về. Cầm mốt cho thầy bắn. Cho thầy bắn đi. Đừng. Không bắn thì đưa thầy. Thầy ơi, đưa dẹt đi, đưa dẹt kit cho căng. Đưa dẹt đi. Anh lên, ô. Ơ, cảm ơn luôn. Ơ, thầy ơi, em có món quà thôi. Đây, món quà của thầy. Đây. Cần gì? Đây, bắn nó. Đâu. Có cái lịt đi. Thôi, để thầy cho. Thầy bắn ốp, thầy biết bắn AK, thầy không biết bắn AK. Bình chết nhá, tôi ở kit chẳng. Đấy. Ui ôi, đông áp. Ốp thế là chết. Hai thằng. Hai thằng nó đẩy thầy. Thầy skin nhiều mà vừa đắp và mua đấy. Này. Thằng Red. Được, flash vào được, flash được. Flash em. Trên cao có không? Heal A, bye. Sau rồi. Ui, nó A kìa.
À bảo nó inbox thời thầy cho 50k. Cho thằng Weber kia 50k này ơi. Mẹ chết nhiều á. Ngồi đứng ngồi mà, đang ngồi đứng ngồi mà. Thầy ơi, em mới khổ văn tâm. Em. Help a girl out, would you? She is right. Anh nữa. Tí thầy nợ em 2 phát 50k đấy nhá. Một phát chứ, lấy đâu 2 phát. Đâu, một phát em ngay từ đầu cơ mà, anh thầy không nhớ em cần lắt 1v5 rồi mà. Ờ đấy, một phát đấy mà, còn phát nào nữa đâu mà hai phát đấy. Phát kia thầy cướp thôi rồi. Thì thế. Sao lại phải ơi đúng không? Quá quá thì thầy phải giữ lại 50k ở lại bên đời chứ. Khôn thầy gì? Quá khôn luôn. Thầy phải cố gắng giữ lại chứ. Rồi. Bảo khoan anh mạng nào nhá. Ôi, bên đâu. Sáng chưa? Có súng không? Ăn sát được của thầy mới dễ. Khó. Thầy xuống bạc rồi, chú bắt giới ơi. Ăn 4 mạng rồi bảo thầy nhường. Sao thầy bán gần bao nhiêu giờ thầy? À? Sao thầy có bán gần nào 600 mấy không? Có chứ. Có chứ. Bán nhiều mà, tại vì thực ra là thầy bán gần của thầy này là một này. Bây giờ bán phải bán các gần khác. Nhiều người chỉ đi na, chỉ đi đắt. Đấy, em mở khẩu quan tâm cái cho em nói chuyện thôi. Ok. Thường thì gần thì... Nhưng mà... Tính thầy đang ở đâu vậy? Hả? Tính thầy đang từ phóng á. Thầy đeo gì? Thầy đang ở cùng thằng Mạnh. Hà Nội hả? Cả đợi mít cả đứa. Không, thầy đang ở Quảng Nam. Thầy ở Hà Nội mà. Thầy đang ở Quảng Nam, thầy đang ở Quảng Nam. Mít có. Thầy đang ở cùng Mạnh. Cứ một cái trình nha, có thằng cái trình nha. Trình à? Rồi cái trình nhá. Mẹ nó cả là Z nó bắn tím nó hết cứt. Eo. You will not kill my ally. 70 set. Đây rồi, ai của em đấy. Thầy toàn làm khó này trời ạ. Có thầy đứng đúng không mà lúc mà thầy vẫn còn sống lúc mà ấy mà lúc mà còn hai người. Mà nhìn thấy thầy có. Trong mỗi số chê thầy. Ôi, có xe rep không? Okay. Một cái. Thế rồi. Nên có xe rep không? Thầy có xe rep mà. Thầy em mượn không xe rep hả? Em cảm ơn. Thầy sao em muốn bắn ăn rep không rồi? Kê đoạn này. Không sao rồi ạ. Này... À, thôi trận này Khánh vô nữa đó bạn à. Em mới hứa với thầy là trận này không thua. Ok. Thầy tin em. Không biết rồi. Dạ kìa. Em chết rồi. Thầy cầm sóc. 101 vài bơ. Một em vần đấy. Last player standing. Spike planted. Flawless. Khó quá nhỉ. Nó 12 này. Mình mới 9. Chết đấy là thua. The enemy only looks composed. The heart's still a different story. Em mượn văn đồ đổi gió đấy. Okay. Help a girl out, would ya? She's right. Đây em đây. Đây thầy cho em một trip. Arit thầy. Arit á. Help a cheese mate. Cho em mượn con dao. Ôi, có cái lịt. Lấy đâu ra? Ok, bắt giới rồi. Tí vào đánh thầy. Cẩn thận mít có. Không phải anh em nào mà tay bé thì hâu lại anh thôi. Hay quá nhỉ. Welcome to my world. Ủa bắn đâu bắn đi à? Ở đâu ấy? Bắn đi bên nào ấy? Hay rồi. À, bom này. 3 giây à? Bom này. Này, cay cứ cay spy thôi, đừng có đấu với mình. Này. Ê.
nó nhà hay còn nó nhiều tiền lắm nhá. Em lại bắn nghiêm túc. No more doubts, we're ready. Thì anh này đang có con dao đẹp thì đang muốn máy. Tí kích thằng dẹt thôi rồi cho người khác vào. Nghe về hợp lý. Tí đợi em đuổi anh nhá thầy ơi. Bảo anh em bác chính. À chính nữa hả? Em bác chính. Đúng rồi. Ra nhanh là Huy Tùng nó vào này. Huy Tùng nó vào nó kiếm 50. Tí kích thằng Rasua ra. Ui em ơi bên này có, thầy không đấu đâu, thầy té đây. Thầy không đấu đâu. Em ăn được một rồi. Ok, mọi người giữ đợi lợi thế thôi, đừng có đấu, thầy không đấu đâu. Đây em giúp thầy không? Em đang cứu thầy nè. Thầy đang gọi là... Face your fear. Đặt sắp bay chơi thầy. One enemy remaining. Thằng quấy ở nhà nó này. Nãy giờ đang trêu đùa với nó. Ơi, sau thùng. Thế mà ở nhà nó. Anh ơi, em vừa mới bắn nhau với nó ở đây nào. Mặt tín lắm đấy, thằng mặt tín đấy. Sớm mốt bị nhà tín. Tự tế vào, đừng thua, ra cuối. Cho ra đặt spy đi. Cho vào đặt mình ra. Đang đặt spy này, ra đi. Này. Ai, quá, gánh lên mệt quá. Thế mà kêu nó ở nhà làm thầy lao lên. This place is nice, but not nice enough to die in. Rồi con dễ đá kèm chết có Bram á. Dễ đá. Còn Bram cái. À thôi, em bắn Phantom thế á. Phantom của thầy Mãi Đình. Đâu. Help a cheese, mate. Tưởng thầy có bản đồ River chứ. Game này mọi người vất vả. Có mà. Thầy cũng có mà. Không thể nào thua được. Chết rồi, không đi kiểu. Ơ, ai đang AFK này, ô, dành ra AFK rồi. Toang rồi. À, ai miss. À, thầy. Dành ra AFK rồi mọi người ơi. Thầy có, thầy tập buổi chiều nay mà. Hôm nay thầy mới bay vào Quảng Nam đâu. Ôi thua rồi thầy ạ, em xin lỗi thầy. Hàng chết. Không sao. Spike down A. Rồi nè AFK đi. Ô rồi nè AFK rồi. Rồi AFK cho thằng chú anh nó vào. Rồi. Attackers win. Thầy mua mỗi phần tôm thôi. Thế nào là ai nhỉ? Kích hai thằng kia, thằng VH với cả. Ê, thằng LOV. Nhưng thầy không phải chủ phòng, ai là chủ phòng ấy? Đây thầy ao em. Đây, em mời thầy không? Chuyển đây chủ phòng đi. Là thầy làm chủ phòng luôn đi. Chuyển đây chủ phòng đi. Apply làm cái gì? Apply làm cái gì đâu, thầy kiểu thầy có lớp thủ môn ngoài Hà Nội mà nhưng thầy ít có thời gian về Hà Nội á. Có Huy Tùng vào đi. Huy Tùng vào đi. Thầy làm chủ phòng ở đấy thầy ạ. Ok đây à. Đây rồi, chờ Mạnh đổi nick này, Huy Tùng vào này. Bắn tắt mồ hôi. Mạnh nữa thầy ơi. Mệt thằng Mạnh lắm. Không cho không được đi chứ. Khổ thế, mua dao đi. Không thấy ai bơm gì bảo mua dao đi. Dao đâu ra bây giờ. Chả thấy bơm gì. Bắn một trận xong rồi chú bắt giới vào á. Nhiều lắm rồi bắt giới ạ. À. Ông vào bắn cẩn thận tôi đấy. Violet này. Huy Tùng vào chưa? Hi chào cậu. Có gì quá? Hi chào thầy. Nữa hả? Mạnh đã chuyển qua ác chính. Nữa hả? Đúng rồi, nữa thôi, vào trong kia gánh chứ làm gì. Vào Khôi Vlad này.
Thế để người khác gánh thì em phải bắn con Khang, thì cứ bắn dẹt, phải bắn con gì hồi máu đi, bắn set đi. Thế vào lóc nhanh quá nhưng mà em bị chốc. Chốc con mẹ nó ngu, con mẹ nặng luôn rồi. Không thì hôm nào em chả chốc, thế thì hôm nào cũng chốc mà. Bắn đéo nổi luôn rồi. Đi tung vào đây này, một slot đi tung này. Em đang chơi ổn, tự dưng game này em bị ngu con mẹ luôn. Không thầy đấy, em bắn thế ổn định mà. Em bắn ổn định mà, thế thì em bắn hôm nào. Ê thầy ơi, có vẻ là Flat không được chơi thầy ạ. Không, đang chờ một người nữa vào được mà, Huy Tùng vào nữa là được mà. Ai? Slack 5 mà được. Tùng đâu? Đấy Huy Tùng đang vào. Em chỉ sợ lệch rank thôi thầy ạ. Không sợ. Slack 5 mà nó cho bắn thoải mái mà. Đến thằng Mạnh nó còn được cho vào bắn đây này. Thằng Mạnh này bắn vui mà, bắn đi. Đấy thì bảo vui mà, có ai bảo không vui đâu. Đang bảo là lệch danh ấy. Đấy thằng Mạnh đây chỉnh sắt đây, nó còn được vào bắn cùng. Lo gì. Đây thầy, thì thầy có đổi ác không? Để em ném ác cho. Bắn set nhá, không cần đâu. Tao bạc bạc bà. Tại sao không bạc bà? Nhìn xem thầy đang bắn với ai. Bắn với ai trận đầu tiên thầy chơi. Mạnh elo âm phủ. Dã man hay dìu á? Dìu nào? Con cá biết hay con nào? Rồi ôi. Đang tung chơi nào ấy? Không biết luôn, không biết là tung chơi nick nick nào. Đang tung chơi ác. Ác ác ác. Ác phát sắp Immortal à? Diamond 3 này. Tung vào chưa? Chưa, em không biết. Tung vào nhanh đi chứ. Nick Hiếu Bài Hước á? Mạnh ơi có đang trên live thầy không Mạnh? Có thầy. Mạnh kết bạn cả thằng Huy Tùng đi xong mời thầy gái. Thầy không có... không có Việt Kỳ. Không biết được mấy cái kiểu Hiếu Bài Hước kia. Chịu. Không biết được cậu dấu. Mời thằng Hiếu Bài Hước vào đi. Từ em ác thằng nhớ anh hứa ạ. Hài lắm ác nhỉ. Đúng là đi cây thuê của khác. Tao cảm giác hôm nay không thắng được game nào vậy. Thế là có 3 người gánh rồi. Tùng nè. Ông Violency à. Xin Rack à. Đấy hợp lý. 4 chứ. Thế thay vào làm trò hề thôi. 4 chứ. Ok luôn, uy tín luôn. 4 chứ. 4 gánh. Ờ ai. Đừng tăng. Đường tăng. Cái gì cho nốt cả thầy vào. Ok. Không Violet bắn được mà. Violet Chamber. Ok. Violet Chamber, One Champ Chamber. Yo yo yo. Ok Khôi ơi, để tí nữa. Cái gì? Là sao? Ông nào lại 3 phút đấy? Các bạn Khôi ạ. Đổ ra cây. Rồi nay ai ơi nhỉ? Ai ơi gửi số tài khoản lên đây nào. Em ạ. Gửi số tài khoản. Hoặc là số tài khoản. Để em. Số tài khoản hay là nạp thẻ điện thoại hay gì? Em lấy số tài khoản được không thầy? Ok, thầy được. Khoản được, không? Được. Thầy dùng ngân hàng nào thầy nhận để em? Ngân hàng nào thầy chuyển được. Thế à? Thầy okay. Thẻ VIP. Em nhắn lên chat nhá. Nhắn lên chat luôn được. Em ơi ạ. Vanh à? Là Vanh à? Vanh với ơi à? Hả? Vanh hay ai? Ba chữ Y à? Ok, để tí thầy chỉnh lại. Thầy ơi, Kiên thầy ạ, Hoàng Trung Kiên. À ok, ok Vanh ơi. Thế mới tưởng Vanh ơi, Hoàng Trung Kiên được ơi à? Ok. 190-381-8913 7018. Đây là Techcombank. Ủa, Tech thì ngày nào thầy ngày giao dịch. Hoàng Trung Kiên đây rồi. Cái ngực to đít to là đứa nào đấy? Thầy chuyển sang luôn đấy nhá. Nhận được thì ở đây một cái. Để anh em bắn. Dạ, em nghe. À. Thằng đỉnh ai? Ô. Vẻ non Việt Nam à. Việt Nam. Lâu rồi không thấy Vanh vào gánh thời đây à. Thầy đang phát lương cho những người gánh thời này. Ôi, nó sắp lên Arsenal rồi, 77 điểm. Nhận được rồi thầy ơi. Mấy hôm thầy ọp thầy cả gánh thằng đỉnh mà.
Em nhận được rồi thầy nhá. Nhận được rồi à? Nhận được luôn rồi à? Lên kênh chat này, có đang xem live không? Em không. Tưởng xem live đã chat đây một cái để cho anh em có động lực vào gánh thầy đấy. Trời ạ. Trả tiền như này rồi mà không gánh được thầy. Lớp này chán quá. Ok Vanh ơi. Thầy bị thằng Kiên nó thịt 50 rồi. May là thầy sầu được một thằng đấy. Tí nữa thì nó làm quả A nữa, may thầy giữ lại được 50 bên thầy. Nó vẫn còn bảo thầy nhường chứ. Thầy nhiệm vụ của thầy là cố gắng ra đổi được một mạng này. Mỗi round là đổi được một mạng là thầy an tâm, rung đùi. Thằng Mạnh này lẽ ra là thằng Mạnh này là nó tính về cái chỉ số chết nó cao hơn cả thầy chứ. Không, có like có trận mà một người hai quả A luôn. Có rồi. Thầy tính A chứ thầy không tính trận. Một trận mọi người 8 cái A ấy được, làm 4 lít. Không nói nhiều. À, thầy mở giải ao làng chỉ cho mấy người cùng trình với thầy chơi đi. Không, thầy không mở giải. Hôm mà làm event thầy sẽ làm một cái event là bắn cái deathmatch ấy. Một cái phòng deathmatch được bao nhiêu người nhỉ? Đấy là phòng deathmatch được. Deathmatch là được bao nhiêu người? 12 người à? 12 người, 2 người xem thầy ạ. 12 người, 2 người xem. 12 người thôi. Thì cứ 12 người vào là một lobby. Xong rồi chơi kiểu hên xui ấy, mọi người trốn, thầy đi tìm, mọi người không được giết nhau, không được đánh thầy. Để thầy cầm súng em thầy đi bắn. Thầy làm trò đấy là em hiểu, em với bọn bạn hay chơi trò đấy thầy ạ. Thầy mà giết được ai là người đấy áp phòng luôn. Ông nào còn sống cuối cùng là được ăn event. Hiểu luôn thầy ơi. Xong rồi người nào ăn event out để người khác vào, lại 12 người tiếp. Em vào. Ta trốn giải 50.000 nhá. Để thầy đi săn không một lốp luôn đi như. Để Tết. Mấy giờ? Tháng mấy rồi? Bây giờ tháng 8 rồi, gần Tết rồi. Thế đâu vui. Chứ Tết ơi. Chứ Tết năm ngoái, Tết năm ngoái đánh đối với chân lý, năm ngoái cho những người chơi LOL rồi. Năm nay để Valorant đi. Năm ngoái mới có thịt của thầy hơn củ đấy. To tròn quá thầy ơi. He he. Thế con gì cũng được à? Mạnh bắn con gì nó cover team đi. Tulip. Chắc chắn rồi. Khóa luôn không view đấy. Ô view đấy khóa rồi à? Ờ thầy khóa rồi. Làm sao tranh được với thầy. Nghèo. Nó gì đấy Asen à? Ơ đù Viper. Trời sao đâu ê. Thầy đừng chốc nhá. Ai con nào chốc? Thầy chọn chốc không thích thì thôi. Quan trọng là tâm trạng của chốc hay không thôi. Thầy 100 Sova mà. Chứ bắt giới mà được ầy. Cho hai củ. Bắt giới ngày xưa lúc thầy chơi bắn gà lắm. Thề. Ngày trước bắn cứ bắn được 6 round là bắt đầu là không thấy ông đâu rồi. Một lúc sau ông lại bị mẹ ganh. Được đấy phải xóa cả nick ông đi mà. Nhưng mà hiểu bắn gì đây. Để biết rồi này. Còn vị trí duelist. Còn một duelist. Còn một duelist này. Bắn Sentinel cũng được. Map này bắn 2 Sentinel được. Tôi NC không? Tí nữa sẽ không mời bắt giới nữa. Team đủ bắt giới. Thầy trai hát như này bảo thầy Tấu Hải. Mặt thầy có giống Tấu Hải không? Bắn trai hát như này nhìn này. Axen, ui ôi map này bắn Sova nó là đẳng cấp. Lần nữa đủ team rồi bắt giới ơi. Đủ team rồi. Hôm nay đủ team rồi. Đúng Sova map này còn gì nữa. Bắn check rồi cầm Odin mà đục thôi. Phải không? Hello Nga. Tên là Nga hay là tên Minh hay tên Thiện vậy? Nga Minh Thiện. Thiện Minh Nga. Thiện Nga Minh. Nga Thiện Minh. Nga Minh Thiện. Không biết họ là họ gì. Nga Minh Thiện. Thiện Minh Nga. Nga Thiện Minh. Thiện Nga Minh. Minh Thiện Nga. Minh Nga Thiện. Thế khó thật. À, Thiện Điều Hòa, mày đặt tên là Nga Minh Thiện, chả yêu kiểu gì. Hóa ra là ông Thiện Điều Hòa này. Chamber, I'm ready for some custom guns. So vào ăn trang không phải lo. Em mất khẩu hút thầy ơi, thầy có đốt không? Need a drop, thanks. Thằng yếu ai, thằng nào ấy, không có skin à? Rồi. Thằng yếu ơi. Con Cham. Thằng yếu ơi.
tham mình cái bắt đầu này xong rồi vào bắt đầu bắt cung trách. Nhiều ai ước ơi. Nói tử tế bạn ơi. Mẹ thằng Tùng à, quánh giờ ấy. Không, giờ này có 4 người gánh. 4 người gánh, 1 người tấu hài được rồi. Ra. Ờ thầy để đây nhá. Em có gì thầy cứ lui về, em hỗ trợ. Ok về. Tham mình này. Ao ao thầy. Rồi ao thầy nói với nó quân rồi. Nói quân nhìn thấy bên này nó không dám vào đâu. Nhìn này. Thầy đạt đúng một lần rồi đấy. Thầy check không? À smoke. Thế rồi như bắn check vần hoa hay sao? Được. Shot done. Nó lô tết nhá, một người về bên đi. Heads up. Bunch of guys there. Chốt đợt. Hay quá, có sâm mốc. Cảm ơn. Thế đạn rồi Tùng ơi, tao xin khẩu súng ấy. Cầm ấy. Dạ, yeah, chuẩn bị gặp Hoàng thất tình rồi. Scanning ahead. Ok Quang ơi. Cái gì thôi. Ây da, nó núp luôn kìa. KO yếu, KO yếu. KO chưa bắn xuống cái nào đâu, đừng nghe rồi. KO yếu, KO yếu. KO sâu lâu. Đẩy đi không? Gì đấy, bên nào đấy, nó về bên kia rồi à? Lỗi em. Nó về bên kia rồi à? Không sao, con thầy mà, con thầy gánh mà. Con thầy cả Violet vẫn được, sợ rất là còn mạnh luôn. Còn mạnh mới khó. Last player standing. Hay sao? Bao nhiêu hao mất. Revealing area. Đâu vậy? One enemy remaining. Không đâu rồi. Ok Quang ơi. Thầy đang không gánh đây. Đang cố gắng này. Không, gọi Hoàng thất tình là nó biết đấy. Hoàng thất tình biết là học sinh thầy đấy. Bảo sao họ đấy bảo em học sinh thầy đâu là biết. Gọi không dám làm gì đâu. Không dám bảo gì đâu. Em vừa được crush khen đẹp trai rồi ạ. Hôm qua em đi chơi tới crush Tham City. Thế thì đừng yêu nó nữa. Đừng yêu nó, đừng yêu đứa đấy tại vì đứa đấy là một đứa con mà thằng Tùng bị fuck boy rồi. Đừng yêu đứa đấy tại vì đứa em chưa bao giờ có người yêu cũ. Đừng em đang crush nó nhá. Drone này cứu phá đi. Đâu mình nè. Đứa nào khen em đẹp trai đừng yêu nó, tại vì đấy là một đứa chuyên gia nói dối, không thật lòng. Thế bao nhiêu quá hết đạn rồi Tùng ơi. Deploy drone. 12 người. Enemy marked. Revealing area. Reloading. Spike planted. Reloading. 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 Healing. Last player standing. Mẹ thằng Tùng cam bây giờ thế. Bờ vai to hơn mấy không gánh nổi cái này thế. Khó quá nhỉ. Anh thầy gọi mẹ lực sĩ mẹ top 1 Việt Nam ra đấy không gánh được em thật. Khó quá nhỉ. Tại sao lại khó như này. Thầy niệm rồi các em ơi. Không sao thầy ơi, em hứa với thầy không thua. Ai hứa với thầy không thắng. Không thể nào. Mất khổ. Phan tầm cả. Đã mua được Phan Tùng rồi. Thanks. Ra thầy có súng rồi.
Anh Tùng của mình đây. Thằng hồi dài nữa. Scanning ahead. Mày thấy bắn cung chuẩn đấy. Được. Hay. Được luôn rồi ạ. Được 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 được. Thầy check quả đấy ra tận đấy mà. Một đây nhá. Hết đây đi được. Thầy một mình thầy thủ B cho. Cho lốt anh bên này. Chờ đạn bom ra thầy chọc chọc vào đít đó. Ai. Nó vào sai chưa? Vào sai bảo thầy để thầy về. Chưa rồi ạ. Flank ấy. Cho nó vô tech được, có thể có thầy bên này. Nice. Spike down mid. Nice. 140 omen, 140 omen. Nó có lô tech không? Súng yếu quá. Có thầy bên này. Omen 5 máu nhá, à 10 máu. Đừng tin. Đấy. Info ảo đấy, thằng Mạnh báo info ảo đấy. 30 seconds left. One enemy remaining. Sốc đạn phải có info, nãy không có info nó để sốc đạn đấy. Quay yêu. Thấy không? Tin Mạnh một lần đi. Quay 140 rồi. Tin Mạnh một lần đi. Bỏ sai đi săn luôn đấy. À chắc là CT ấy, ở nhà nó ấy rồi. 10 seconds left. Ra đẩy đẩy luôn đây, không phải sợ. Giờ tao sợ khủng ấy. Ơ, à, cái gì đấy? Ủa? Ủa, nhào rươm. Ủa? Second wind. Let your senses come alive. Giả vờ ủa thôi, thực ra đó là tính toán cả đấy. Ai trưởng, bảo thầy đẩy là đúng rồi, thầy không đẩy đi mày ai đẩy được. Thầy ơi, bên em không quan tâm cái. Lại bảo không, thầy... lại bảo không biết lay up. À... em làm gì có tiền thầy 4.3. Ok. Thank you ông nha. Em cảm ơn thầy. Thank you. Đấy. Revealing area. Ai. There they are. Break. Chả hiểu sao rùa, nó bắn tỉnh táo như thế. Biết nó thả quả smoke đấy là kiểu gì nó cũng trong đấy rồi. Thì spam mà spam chuẩn với góc đấy luôn nhỉ. Nó bảo Sova nó bắn pro quá. Hết smoke. Nhưng mà thực ra quái quả nãy thầy tưởng nghe tiếng nhạc đấy là chúng nó chết rồi cơ. Con thầy mà bắn bừa cho hết đạn. Thế mà ai ngờ giết được nó. Thầy bắn Odin bao giờ đâu. Trình thầy cho bắn Odin được. Sao nó rotate được. Đừng để nó vào sang bên kia. Bên này có thầy rồi. Mít này. Nó nhặt OB nhá. Nó nhặt OB bên B. Đây em ra zoom. Nhặt OB bên B. Nó vào rồi thầy. Vào rồi. Cứu lại thầy súng nhỏ. Này, em súng to thầy ạ. Về. Thầy súng nhỏ em súng to thầy ạ. Về. Shot dart. Đạn thế, chịu cho nổi. Spike planted. Ăn được. Thể bắn sốc đạn cũng như thế mà. Ăn được này. Này anh nhảy xuống. Oh. Mẹ nó vai cứt. Ucha. Đấy bị thế à? Have any patterns emerged? Bắn hay đấy bạn ạ. Tôi thấy mọi người cũng phải thấy bạn ạ. Đây nhìn này. Skin Vandal ở đâu? Icon. Need to drop. Thanks. Phantom này. Em một Phantom của thầy. Ủa thầy đâu rồi? Phantom. Need to drop. Thanks. Phantom. Không phải Vandal. Bắn đi. Need to drop. Em lấy hộp gì đó. Em lấy hộp gì đó. Thầy thoải mái. Phantom vậy ạ. Phải không được. Thầy không drop được. Đây em mất cho thầy rồi. Thôi thầy mua con này ạ. Lùi. Revealing area. Đừng mít đi hiểu. Chop down.
bị pick ra. Được rồi, đợt luôn rồi đã. Ba thằng. Trong góc kìa, trong góc một. Một mít. Một mít đúng không? Một 16 với 62 nhá. KO yếu, KO yếu, bắn KO yếu rồi. Để vào đợi luôn để cho nó nhìn đủ các góc. KO yếu. KO lâu lắm rồi. You should run. Spike planted. Enemy down. Teleport's ready. One enemy remaining. Hay Tùng ơi. Quỷ ngu. Này. Hay quá. Hay quá Huy Tùng ơi. Không uổng công thầy mời em vào team. Thầy bắn là cái ô lợi yếu lắm rồi. Tùng ơi là rốt mất. Solo ai nhá, ra bê hết đi. Thế thế đi tất cả Tùng ơi. Thế tất cả sang A đi. Mạnh là solo là nguy hiểm lắm đấy. Ồ. Em có ôn team mà. À. Nếu mà em có một khẩu súng em sẽ rất trân trọng nó. Em cảm ơn. Thầy ơi, thầy bên này này, kê em mà xem. Hiếu ơi, em yêu Hiếu. Thank you. Bê có. Nó bay quả cây đật bắn không tới, sao bắn không tới? Spike planted. That's three. Last player standing. Yếu rồi, 118. Một bên trái. Hay. Gần được rồi, hay quá về đây thôi. Tí nữa thì mất được cái ơi đấy. À tí nữa thì thầy mất tiền đấy, bắn thế được rồi. Nên thế. Thầy là mong em chết mà. Thế. Không thể mất 50. Thế ác thế. Vì miếng cơm anh cáo cả em ạ. Thế em mất khẩu phân tầm. Need the drop. Thanks. Đâu. Gun here. Thank you. Đây là bọn này chết đấy em ơi. Bọn này chết với thầy rồi. B clear nhá. Standing ahead. Không clear lắm thầy ạ. Ừ, thầy bắn kiểu check đẩy, thế đang check đẩy. Mid, rồi check mid. Nó đoạn nào đấy để thầy lấy info để anti nè. Spike down, attacker spawn. Yếu lắm rồi. Từ không phải rush đâu, không phải rush đâu, từ từ. Nó chuẩn bị vào B ấy, đi flank lại từ A đi. Enemy spotted mid. Từ đừng. Anh đang ở Quảng Nam. Từ rồi. Cứu đi. Last player standing. Rồi. Thầy làm sao bây giờ mọi người? 30 seconds left. What? Spike planted.
Dạ. Ui, 104 rồi kìa. Muốn nick à? Hả, đang muốn nick thật. Hào, hào, hào. I know what must be done. Thầy hơn trầm cảm quá Khôi ơi. Đừng vào cho thầy thêm trầm cảm nữa. Thầy đứng kem ác kia mà nó không vào mà. Đau đớn thật. Nó cứ đi bên mà thầy đứng kem. Thầy tin em không thua được đâu thầy. Okay, okay. Thầy cứ tin em không thua được. Ok, thầy tin. Ê, thầy ơi, em xin một cái cung được không? Đâu, đâu. Thầy bắn hai bật luôn. Đập đây xong đập xuống đây này. Check đẩy hay check đâu? Chờ check xa luôn đấy, check phần này luôn. Bắn luôn em, bắn luôn em, bắn luôn em. Thôi không cứu rồi. Sáu lăm. Ơi. Spike down B. Xếp van đồ đi. Spike planted. Đứng sau đi được đâu. Đây. Ủa. Your duty is not over. Weapon here. Last player standing. Ok ok. Đang đi ăn cơm rồi. Hồi sinh ông điên đi, đi ăn cơm. Chết chết rồi. Không sao, đen rồi. One bullet per enemy. That should be enough, yes? Need a drop. Hồi sinh ngồi không thương mình. Em mượn khẩu vào đây đây, phân tâm ạ. Vừa hồi sinh em đấy, nãy vừa hồi sinh em mà em đi đấy. Em xin lỗi, em không để ý, em đi ăn cơm thật. Em vừa thêm một mạng đấy. Không sao, không sao. Sao sao team này mình cũng thắng được em, nếu mà em, mạnh em AFK. Thoải mái không sao đâu. Sao sao đây để thầy đây, nhìn này. Đây lần này thầy cung tử tế em đi luôn à. Revealing area. À đi. Đi bên kia rồi chứ. Có A đấy. Bây giờ để là mid đâu? À mid có ấy. Có chat rồi. Chưa vào đâu, chưa vào đâu. Nó thả vô mít này. Nó đang về à? Revealing area. Vào tay chưa? Shock dart. 30 seconds left. Nó vào sau. Sấm mục. Vào B. Vào B rồi. Ây à. Có một thằng bên A ra. Last player standing. Rồi, to rồi. 10 seconds left. Nó cũng to rồi. Mình thủ thôi, không đẩy nữa vậy, mình thủ đi. Để em thủ đấy nhá. Okay. Em mở lại khẩu phân tầm cái. Em đang bắn khẩu đấy cơ. Need the drop. Thanks. Mẹ em trên phân tôm này ơi. Need the drop. Phân tôm này, phân tôm. Phân tôm này. Thôi, hết repair rồi, hết repair rồi, hết repair rồi. Hết repair rồi à? Khó quá. Không sao rồi ơi, tí lập được mà, cứ thoải mái lên. Mình còn một người, ai ra mid, ai ra mid đi. Đây em bắn mid cho. Standing ahead. Đây à. You should run. Bomb drop à. Spike reloading. Down B. Fire in the hole. Reloading. Hay ôi, được luôn. One enemy remaining. A mid. Nó vào sai rồi, thằng ấy nó vào sai rồi.
Nó vào sai rồi, thầy nhìn nó vào sai rồi. Sai hả thầy? Nó vừa ra ngoài à? Nay nó vừa chạy vào á. Thầy đang hết Hưng ơi, đang hết slot rồi. Need the drop. Không sao thầy ơi, em bảo rồi em tự thấy được mà. Bắt được không? 57 là lấy hy vọng rồi. Vẫn có thể lệ 50k chứ thầy. Vẫn có chứ. Từ từ đến cuối live có cơ mà. Có luôn. Thôi lắm. Để thầy cho quả trách này. Let me show you how the boss does it. Hôm nay thầy thấy vào rồi mà. Ui, có giờ à? Take flight. Enemy. No. Revealing. What? Spike planted. Last player standing. Đồng thế. Đúng quá. Last round before the switch. We cannot after this. Xem bờ có khẩu ấy không? Tôi mượn này. À, tôi súng default hết. À, ok. Default. Em mua rồi, thấy em mua không? Need the drop. Mua được không? Không, em mua được khẩu. Em bị thiếu 50 đồng rồi. Đấy. Em có bao nhiêu cũng hiến hết cho thầy mà. Được. Scanning ahead. Found them. Enemy spotted mid. Ok đẩy. Enemy spotted mid. Oh, không đẩy nữa, không đẩy nữa. Đang hơn người. Từ từ Hiếu ơi. Cẩn thận Hiếu ơi. Nó hâu, nó hâu hâu ngoài B. Vai bơi chết rồi. Không biết còn không ấy. Đang hết này thì không biết bắt đầu nghỉ không. Kèo 50k. Nhiều người chơi lắm. Ờ, con mẹ nó mò ra mít. À, nó ăn đi sang A, nó đập tay rồi. Ui ôi, đâu nhỉ? Không để ý. Ui, hay vậy. Last player standing. Ê. Làm được ơi, không khó. Bu lên. Bu lên. One enemy remaining. Hay quá, bây giờ tỉnh quá. Hết tham à? Chịu à. Thế rồi hết tham. Switching sides. Vào đâu đây? Làm được thế ơi, không khó. Không khó, ok. Mạnh hai trận kém thầy đấy. Hai trận không bằng thầy nhá. Ok rồi nha. Sao thầy ơi? Phải vanh vào mới gánh được. Vanh thì ra điền vào mới được. Thắng được, không sao, cứ từ từ. Thoải mái đấy. Thoải mái mà, đây này. Em cầm lục thường. Nãy xem nó đục đâu nhỉ? Thầy cho em mượn khẩu đấy một round được không? Đây. Gun kill. Ơ súng đâu? Thầy không còn súng. À đây, vào game nó tự có súng rồi. Đi, vào đây. Đội không vào à, trời ơi. Healing.
nó công nhá. Về A đi, ABB, về A đi. Nó đang đẩy mít ý. Spike down mid. Ôi gần đúng đúng rồi. Ở đâu? Ôi, ở đấy, ở đấy. Quay chi, quay chi. Úi dồi ôi, 55 Omen, Omen yếu. 55 Omen vượt hoa. 55 rồi. Làm được rồi. Cũng con mẹ rồi sao anh nghe tiếng. Không sợ yếu ơi. Làm được Tùng ơi. Sắp hết thời gian này. Ở trên cao đầu ấy. Trên đầu. Ai Tùng. 10 seconds left. Này. Hay luôn, hay luôn. Bạc kim à. 3 học trò Đường Tăng và một thằng chư vắt giới đang ở cuối. Vắt giới nặng quá. Nặng quá, kéo không nổi. Vắt giới ở tăng cân quá. Bờ vai em to đấy nhưng mà mẹ gánh gạo gánh nước cho mẹ mà bây giờ gánh thằng này không nổi. Thằng bắt giờ nó ăn tốt quá, thành ra tăng cơn đời này nó bị phát tướng ấy chứ. Thằng sa tăng nó hòa duyên được bao nhiêu về nó thịt hết. Thầy có khẩu Spectre thì ngon nhở. Đây có Spectre đây. Đây em mượn em một con. Không phải sợ, từ. 3 giây. No you don't. 3 giây nữa, 1, 2, 3. Weapon here. Scanning ahead. Flash. Check ở ngoài sang. Reloading. Anh em 4 người ở trong hết à? Không ra à? Ủa ra đi, ra một tí đi. Một bucket này. Cẩn thận nhá, tôi kê CT, tôi kê CT đó. Bắn đi, tôi kê CT rồi. Flank kìa đúng rồi. Flank là đâu? Ở đây rồi, móc của anh. Flank. Phải 2 đúng rồi. Cái lỗi thời em không để ý góc này. Lỗi em thế ạ. Giao thắng được rồi. Đấy em bắn tử tế vẫn ăn được mà. Ông ơi tôi mượn set ép cả. Ông có set ép đúng không tôi mượn này. Ta muốn bắn nốt muốn làm gì đây. Yêu. Để đưa spy thầy. Đây ạ. Đây đưa spy thầy. Gửi thầy. Đấy cái đàn tôi nào làm ra đây. Thầy thưởng nóng trận này đi. Thầy thưởng 10k nếu trận này thắng mà thằng nào ở trên đầu bảng mà 10k thì em bắn tử tế luôn. 10k bắn 10K được bao nhiêu đâu, 10k bắn mất công bắn lắm. Mất công bắn bắn tài khoản. Thầy mua kẹo thôi. thầy ra phần thưởng đi, mẹ em bắn một phát lên luôn này. Nạp vào điện thoại được không? Chứ chuyển khoản nó ngấy lắm. Ok thế nạp điện thoại mới nhá. Ok. Nạp điện thoại là 10k nhá, thầy hứa nhá. Ok. Ôi tôi đi lại rồi, lùi rồi anh em ơi. Cẩn thận nhá, tập súng lên, con nó đẩy mít. Chạy đi thầy. Rồi. Nó xa đi thầy ơi. Nó chưa rơi vào được, cay đẩy vào. Cay của Long thầy xem. Kiểu ơi, bắn gần thôi. Từ Hiếu ơi, từ. Thằng Hiếu nghe chưa, bắn đi thôi. Có heal Hiếu ơi. Đứng ở market để đợi người. Cờ lơ được nó chạy CT, hai CT. Hai, quay CT luôn. Quay CT à? Ôi ôi, Tùng ơi. Này. Không sao, hay rồi. Ngoài em Tùng ơi là Tùng. Thấy em mất khẩu phan tầm đúng không ạ?
Ơ chết rồi, nó đưa đưa không biết ở. Đây đây em gửi thầy. Cảm ơn. Chết rồi, ôi, thằng mày bơ nhặt rồi. Nôn ra đây. Nôn ra đây. Đây vứt ra đây, vứt ra đây, vứt ra đây nhá. Nôn ra. Ready, ready, ready. Need to drop, thanks. Isaac. Thằng này nói thầy mà bộ láo nhỉ? Láo thật ấm thịt khẩu súng của thầy. Nó đẩy nhá cả đấy. Đây đẩy đi. Revealing area. Anh em chạy mình. Vào đây, vào đây. Kè 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 đợi survive. Kè kè. Đây rồi 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 rồi. One enemy remaining. Ây à? Ây luôn kìa. Dã man đấy, anh em không ai giết được một mạng nào à? Anh em bắn mạnh mẽ lên. Người ta đi live kiếm tiền, đi live này chết thầy. Ây, cộng top frag rồi. Tiền vàng xe này. Thôi. Nạp luôn này. Tí tất cả tiền thầy cứ gửi lại số tài khoản hoặc là em donate trực tiếp qua thầy qua stream nhá. Thầy cho người khác cần hơn em, tại em thực tế cũng không cần đâu. Số tài khoản lên 60 có được số tài khoản rồi, 10.000 thì hơi ngại thôi. Dạ dạ. Ơi để mình thêm cái này à, bỏ mẹ rồi. Ở đây 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 em qua cứu thầy. Thôi 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 chạy về đây, chạy về. Ủa máy nó vừa check bên này luôn. Giả vờ tạo đi tiếng. Tôi không? Đi, hai đi, hai mid trong market. Tôi vào nhá. Đi. 1 2 3. Rồi hai thằng cùng đi này. Bỏ tôi ơi, bỏ không bỏ. Tôi. Có Sova, Sova. Ờ 80 giây. Giây 8, đây đây chết rồi. Bom đặt A về rồi anh em ơi. Có mấy kia à? Đặt rồi à? Có thằng ngu đứng ở A. Một thằng ngu nào đứng ở A cả. Tôi bảo không có thằng nào. Không có thằng nào cứ chạy về A đi, thoải mái lên. Gọi chưa? Mạnh làm đéo luôn. Làm đéo chứ. Đã việc right à? Đúng rồi. Thầy có ulti nhá, để em ping này. Khi nào nó bấm một phát là em ping cho thầy luôn nhá. Ok. Đấy em cứ ping sẵn cho thầy. Thầy cần bảo. Có lab rồi. Thôi. Thầy nhìn đằng sau thầy góc đấy. Xin thầy bây giờ. Thầy ngại nó quá. Rồi sau thầy ạ. Ok. Thầy ngại nó quá. Trust me, they will make mistakes. Ở chamber, tôi mượn khẩu RGX đó. Thank you. Nhặt được. Anh em bắn. Ờ đây đây, thế thôi ông bắn này đi. Anh em sấy sấy. Thầy ơi, em mượn khẩu Phantom này, khẩu để bắn trướng. Need to drop. Thanks. Đấy, cảm ơn thầy. Anh em đang sấy 9 băng ở bên B, mẹ nó đặt quả bom bên A. Dã man thật. Bẻ kèo dã man. Có lẽ tiện vào bắn luôn. À, dã man. Có tinh người không thầy? Không có tinh người đúng không thầy? Sao mình còn ngớ người ra không biết nó đang ở đâu. Revealing area. Lui. Cầm tôi quả bom cái ấy. Đây đây bom nữa được. Tôi cầm bom. Hết cầm mốc rồi có thể đi market này. Market có thể clear này. Vào A rồi nha, tôi đang đợi này. À, tôi đi short. Em đợi. Thầy ơi, đi đây về. Về. Ông ơi, đừng pick vội. Đợi người bắn người đi. Ui ôi, 120 omen. Lùi em thầy ạ, lùi em. Đi ông ơi. Đây, nó còn có khẩu sting, những người bắn mạnh quá. Quán gì dã man nhỉ? Spike down A. 30 seconds left. Ủa ném bom rồi.
Này chứ. Nice try. Mạnh nó vẫn đứng dưới thầy, cố lên thêm thầy nào. Mẹ em bị cái gì ấy? Em chịu à? Mẹ bắn em chưa? Em không quan tâm à? Need the drop. Cảm ơn. Thanks. Đẩy B đi mọi người ơi, tất cả mọi người đi hết B nào. Thầy cung hộ em nhá. Ok. Thế này may ra gọi em đỉnh vào nó mới trị được em đấy chứ. Còn lại funny mà. Đỉnh chat. Ồ vành ấy. Chat với cả nó sớm mớp quá. Đấy, nó sớm mớp tẩm lợn luôn. Scanning ahead. Anh Tùng đi ngô ấy. Nó lên được kìa, nó lên được kìa. Bắn ra đi. Vào à, trắng xóa màn hình. Opponent killed. Last player standing. Ôi lỗi em. Ơi. Đây đã. Cho lên. Thằng lấy bom này, tung tơ thôi. Thầy ơi, thằng này thua tí kích nó thầy nhá. Anh em đồng nhất không? Có anti này mà thua nữa là không được, không hài lòng đấy. Ui rồi dao luôn kìa. Gặp cam mình. Đây là cái dao luôn kìa. Ui rồi ôi. Mở phan tầm lại thầy ơi. Trời ơi. Need the drop. Thanks. Không sao thầy ơi, em hứa mà. Ôi chết rồi, bắn nhầm. Need the drop. Tôi lên gần mẹ 120 binh rồi. Em hứa với thầy không sao thầy. Ờ đúng rồi, bị lên hết luôn mà. Nhìn binh này. Bên cái lót luôn mà Tùng. Mỗi thầy thôi, mỗi thầy lên. Không sao, em với thầy thầy ạ. Đủ. Cặp đùa, thế là đùa. Nhặt ốc thầy này. Nhặt ốc của thầy này. Bên cái lót cao vãi cứt. Giúp em cái thôi. Nowhere to run. Ủa nó bắn ghê đấy. Bắn đi chết thầy rồi, dây ốp đấy luôn rồi. Thế léo là cũng 120 nhỉ. Mấy nó thằng thật ở đâu đấy, mạnh ạ. Mấy nó đứng đấy thật. Thằng có men trên trên garden. Ây này, ây này, ây này, mạnh ây này. Sớm quá mày ạ. Nó chưa cả chậm. Nó đẩy này. Mẹ, một flank đâu kìa. Nhiều quá. Đây luôn. Điểm rồi. Em xin lỗi thầy. Bây giờ 12 rồi à? Mình, quá. Gọi là gì nhỉ? Cái gì boy nhỉ? Mad boy rồi. Mẹ bắn. Match point. Mad boy rồi. Đấy, em mượn Văn. Văn đối gì? Thế này để em cầm Reyna. Mày lại bắn mạng ra cắm lại không được luôn mà đồ. Cầm con gì cũng thua mới là vấn đề. Hai xài ơi. Nhìn tao bắn Reyna chưa? Ok, chỉ bắn Reyna nha. Ok, Tùng ngu nha. Tí nghỉ ai, chán lắm. Yeah, tí thay một người vào. Đây, có Vanh ngoài đây. Revealing area. Đừng có bom vào. Đấy, vào đi. Vào rồi. Em the hunter. Ôi, bom đâu rồi. Có vào.
mạnh ra ra blast. Ôi mày ăn bom rồi. Chết rồi. Quả bom này là ăn đầu canmo rồi, flash đấy ơi. Toang rồi. 144 kim roi luôn này. Kiểu nó ném quả bom đỉnh vậy. Nhìn nó chạy vào đoạn đấy là thấy chết rồi. Để bắn em này. Thằng mạnh là muốn đấy rồi. Mạnh muốn đấy rồi. Ôi mệt quá. Mai mạnh là muốn đấy. Mai lên lại của Black 2. Lại tôn của Black 1. Lấy view. Defenders win. Mình vẫn chưa thắng mọi người ạ. Thắng một trận để nghỉ. Bạn như mua nick trời ơi. Mua nick thật chứ sao lại như mua nick chặt luôn. Người ta chốc một trận thôi, đây ba trận đều như thế là đều tay rồi. Không cho kè cho người tùng. Quẩy chú ý quá. Mai kè gặp chú ấy. Em đọc lại số tài khoản nè. Trời đĩa thầy xem. Chắc 10 thằng tùng nhá. Mời được ai không nữa. Ác phụ bắn nè. Ai ạ. Vanh này, ai ấy nhở, còn ai ấy nhở? Hùng à, Hùng đâu à? Đồ ra gì biết lại là thầy cái, đồ ra ke hay gì? À, tôi bị mất đề xuất á, tôi bị dính quả ăn một gậy, bản quyền đánh ra bị tụt luôn. Nick là gì à, à Khôi ơi? Nick là gì thầy quên rồi? Tôi bây giờ tôi like là vì đam mê, nhưng mình đừng người ta like có tiền đây đây, tôi like mất tiền này, mỗi like mất 100.000 đây này, mà còn chưa xong đâu. Like hôm nay là 100 này mà còn chưa xong này, quả đấy mà thắng nữa là mất thêm đấy, may thua. Cái gì nhỉ, tên là gì nhỉ, tên là gì để thầy vào tìm luôn, nãy thầy chuyển rồi mà, chuyển nó có lưu rồi mà, tên là gì đấy, tên là gì ta, có xem được phút nào đâu, xem được còn đỡ. Tên là gì nhỉ? Tên là gì đấy? Được đấy ơi, tên là gì đấy để thầy tìm luôn, đỡ phải đánh. Nãy thầy chuyển rồi mà. Toàn quá. Mai khả năng làm cho tôi cái job nào đi Thủy Chi ơi, để tôi đánh cờ nào. Đánh cờ đỡ trầm cảm. Nãy chuyển là gì? Cái gì nhỉ? Kiên đúng không? Hoàng Trung Kiên. 018 đúng này. Chưa, muốn nêu cày không? Đang sốt đồ nào? Đứa nào vã luôn à? Đứa nào ác vậy? Ơ, thằng Khô nãy bảo vào mà giờ không thấy đâu nhỉ? Thằng Khô rồi. Em nhận được. Ok, nhận được luôn rồi à? Thầy trừ luôn rồi. Tiền nhanh lắm, mạng tiền ra nhanh lắm. Mạng để bắn thì lại chậm. Thế nay mà không ai gánh được. Tiền nong các thứ bơm như vậy mà không thấy ai gánh lên được, xuống cả bạc luôn, dã man thật. Bơm như vậy 50k một A. Ê, chơi 1 lít rồi mà thầy vẫn chưa được thắng trận nào, hôm nay toàn thua này. Một slot đâu rồi? Không, cứ A là được, không cần biết thắng hay thua, đánh giá cái điểm công hiến. Chứ còn thắng thì hơi khó, tại vì có mạnh mà, có mạnh thì cái vấn đề thua nó là đương nhiên rồi. Không còn gì bàn cãi rồi. Nhưng mà không còn ai nhỉ? Ơ có Tama, đâu phải Tama. Phải có địch. Ở Linh Ngơ này. Phở lát trắng này. Ủa đang... Nãy thằng Khôi đâu rồi? Thằng Khôi bảo vào mà không thấy thằng Khôi đâu cả luôn á. Bảo thằng Khôi nó bảo kiếm tiền mà không thấy thằng Khôi đâu. Một người nữa khó ra. Còn ai mời mọi người có ai không? Thầy đấy không thấy ai rồi.
không còn ai nữa rồi. Không còn ai mọi người ơi, hôm nay cũng chưa được một trận thắng nào luôn á. À đây à. Đây à, đây à. Đây không? Ủa. À luôn rồi. Hay thôi ông Violence out tạm được không? Ai? Quán sau tôi ạ. À? Đây. Đùa đùa. Phần bây giờ có. À đây được rồi. Đây 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 đây. Đây rồi. Đây rồi. Một trận thắng đi nào, cho thầy một trận thắng đi. Lệch rank này khó thắng thầy ạ. À. Không sao. Match found. Thầy tin tưởng có 3 sờ mớp này chẳng lẽ không được. 3 sờ mớp lại còn một Radiant xuống nữa. Một Radiant xuống danh bạc vi hành nữa. Làm được. Mới chơi không sao không sao. Không sao không sao. Vào đủ team để bắn thôi, để nó phân thôi chứ. Mới mang cách đây 2 năm à, vãi trường. Rồi, có người gánh nữa rồi. Đồng sờ mớp rồi. Có sờ mớp đồng rồi. Mình mua xong một khẩu đoạn này vẫn còn 5.000 vậy. Cái dao đắt rồi, dao đã đúng nghìn điện. Trong khi chỉ để múa thôi. Ok, vành ơi, tí để ném cho. Chưa một lần được thắng. Match found. Bắn set thì phải bắn set chiến hơn đấy. Bắn con set và chiến. Tỷ lệ bắn set thắng của thầy hơi cao đấy. Thầy chơi bẩn nhá, thế mà thầy bảo hôm nay mới sơ về mì. Ừ, sao? Hôm nay sao? Nay thầy bảo là chỉ chơi mỗi sơ về. Ừ, nhưng mà thua nhiều quá. Thành ra thầy bắn con nào chắc tay một tí. Thế thầy quên mất em còn một con bài rất là đặc biệt à? Con gì? Con gì? Trận này mà thắng là công thằng Mạnh đấy. Thằng Mạnh out thì mới thắng được đấy. Em nói thật với thầy cứ đang giải thưởng này chắc em cũng gánh thầy nhiều. Gánh được Mạnh cơ, bây giờ phải gánh được Mạnh nữa. Bây giờ trận này mẹ thầy lại ra phát nữa, thằng nào thắng thầy lại ủng hộ. Ok không? Vẫn thế thôi, ấy thôi. Ấy với cả 10.000 nữa thầy quên à? Không, cả đang ấy. Đang chơi kèo ấy à chắc. Ấy là nó là kèo này em chơi. Sờ mốc. Ai còn thiếu sờ mốc này. Ở đây được. Đùa. Được rồi, con đây được mà, Dream được mà. Thế là thiếu gì? Thiếu Sentinel à? Thầy là Sentinel mà thấy. Thầy là Sentinel, đâu? Thầy là Set là gì ạ? Thiếu thông tin Initiator thầy ạ. À. Đọc khó ta. Nó lại Sova Tuấn Tây Vị đâu. Ừ, còn bắn nó thằng Tuấn nữa. Mày mua khẩu súng. Bắn thằng Tuấn. Thằng kia là Instagram à? Thằng kia đang đâu ấy? Nó đã đến Ấn Độ đâu mà. Nay thầy bay vào buổi trưa ấy, bay phát đến nơi tập luôn mà. Quay ra phát mấy ông đang xin nghỉ. Dã man thật, mình đến phát phải ra tập luôn, mấy ông giờ này mới được vào, mới phải vào. Biết thế mình cũng xin nghỉ chiều nay. Ừ, nhưng mà xin nghỉ thì bây giờ không like được. Không like một hôm, tại vì ngày mai lại phải đi ăn liên hoan rồi. Viper, you must let me take you out sometime. Ôi giời ơi. Cái dao đầu tiên mà có won là lợi lắm. Cái gì? Không đẹp. Đúng rồi. Đang like. Thằng kia nó đang đi ở Đà Nẵng về à? Thằng kia súng gì?
Can someone get this? No, 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 no. Need a drop. Can someone get this? Anh Kiên với cả anh Hiếu đi cùng nhau hay sao ấy? Hai anh em xin vào muộn, thầy Chiếu ơi bay vào lúc 2:30 đi ăn nhẹ cái 3 giờ hơn, ngồi uống cốc cà phê đến giờ đi tập luôn. Cho tôi xin tên YouTube của ông. Đây à? Không, tôi không live bên YouTube. Phí Minh Long bạn ơi. Trên tôi live bên Facebook. Spike planted. Ủa hết đạn. Last player standing. Eliminate. Không sao đấy, không sao. Đúng quá nhỉ, chúng nó vào nó hấp thầy. Em bảo thầy ơi, không sao mà. Chúng nó hấp thầy đau quá. Tất cả mọi điều đều không sao thầy ơi, tất cả đều không sao. Mới chỉ mới round đâu mà. Chấp hai round ở đầu luôn. Không biết bắn được. Thằng kia đi với người yếu, người yêu nó vào đây á. Người vào đây làm gì ta? Vừa ra Hà Nội chơi chán lại vào đây làm gì? Sao bây giờ đông đấy? Đẩy mid đi, ai ai làm mid đâu? Raiko thế. À ok. Sao mình không mua? Có tiếng ở dây à? Nó ở bên B, check sang bên A, nó bắn check sang bên A. Nó B, nó bắn check bên A đấy. Trời ơi, không ai cứu em à. Cố đi. Nó vào sai chưa? Spike planted. Bọn này bắn lên nó đã lộ chưa? Last player standing. Hay. Nát gáy. Teleport's ready. Táp đầu luôn. Hai chai. Sage, we are the perfect pair. To get in. I think. Rồi, phải làm hết rồi. Ông có van đồ không? Không, tôi tập kỹ không mà. Thầy ơi, thầy có phan tầm em mượn. Cứ vứt đằng sau thầy đi, cho em bay không? Ủa sao gọi là thầy nhỉ? Bắn xem. Dạy môn sinh lý hóa. Bên này nhỉ? Bên này. Ôi, chúng ghép đâu rồi? Bên này. Đây. Phép đạn. Số 3 bắn tín vậy. 46 số 3 kìa. Số 3 yếu. Một cách sai. Không có đâu, ngươi đi. Ở bên hết, ở ngoài. One enemy remaining. Ở cuối, ngoài nốt. Nhìn window kìa. Hay quá, trời ơi. They didn't actually think that would work. Ơ, lấy khẩu đấy. Trông chiến vậy, đẹp hơn cả khẩu thầy. Không rồi. Thôi cầm đi, ông bắn hay hơn mà. Em không có tiền em mua lục thầy ạ, à, thầy bắn đi. Nếu mà người nào mà bắn hay nhất thì được bắn súng đẹp của thầy. Nhưng mà tôi không có tiền. Thầy đổi súng cho em đúng không? Khi này em bắn không được. Quen, em quen bắn của thầy rồi. Đâu. Đây, cái này.
Anh đặt bom à? Nowhere to run. Spike down. Thấy không? Thấy có hiu. One enemy remaining. Ở đâu? Sau đằng sau. Cố yếu. What will it be this time? Have any patterns emerged yet? Tao là hùng của thắng được thầy mới tin. Thầy giờ thủ lại chơi cờ tướng lâu ấy, nhưng thầy bỏ lâu rồi. Em cũng biết chơi cờ tướng rồi ạ. Thầy trước đi đá bóng, thầy thi cờ trước. Xong thầy bỏ cờ rồi mới đi đá bóng. Hôm nào thầy đi tập kiểu phong trào thì cho em đi cùng đó. Phong trào thầy có đi tập phong trào đâu. Ở đây đi dạy thôi. Thì... thầy em biết rồi, thầy đi dạy thì thầy bảo em bảo mẹ cho em học, em vẫn học mà. Ok, để có mà thầy đi được bảo. Thầy ít về Hà Nội. Thầy biết anh Hưng Excelle không? Biết. Đấy, em học anh đấy mà. À. Đông em biết đông. Hà Đông. Hà Đông em bên này Hà Đông á. Ê, hạt chậm quá thứ rồi. Hết đồ rồi. Spike rơi à? Lỗi em thế. Em mít. Welcome to my world. Bạn đi bên kia rồi. 30 seconds left. Bạn đi là sẽ bay bên kia rồi. Spike planted. Nít lên, gọi thầy lên, thầy đổ đốt ra. Last player standing. Đâu ấy? One enemy remaining. Hay rồi thầy ơi, không có. Chơi nhưng mà không... Mắt này em có vẻ... Mắt này có vẻ em ăn van đồ giỏi hơn rồi. Ai có van đồ tôi mượn được không? Thầy có van đồ này. Can someone get this? Thầy van đồ này. Ai nữa? Ai cần nữa? Thầy cần van đồ hay gì? Someone get this. Thank you. Here. Nhưng mà bây giờ đánh xong để có gì em nhặt lại không? Bây giờ ra chù này thầy rồi. Bắn em sẽ nhặt về cho thầy nếu thầy chết. Chù quá. Không có này rồi em ơi, giờ nó đi mid rồi kìa. Thầy có heal nhá. Em biểu em cần heal rồi đấy. Thầy heal, thầy heal rồi, heal rồi. Thầy vừa heal Z rồi. Here. Phải móc, bách xa. Một hose này. Móc rồi, móc có ra, móc có. Ngoài sai có. Thằng đây làm móc quá, nhìn thấy móc rồi mà. Hai đường. Ngoài long có. Nó có ôm. Này thế, thằng ốp, cầm làm được. Không đâu, còn nó có súng ấy, nó có súng đấy. Hay rồi, không sao. Thoải mái. Này trai. Nó có ốp rồi. Có khẩu còn nó có ích bên kia thì bắn được. Thầy cho em mượn văn đồ ấy. Can someone get this? Thank you. Để ra này em
phút 50k rồi. Thầy ra hy sinh, nó ra nhặt nhặt. Anh em eco đi, anh em eco đi. Ra nhặt ốp thầy xấu luôn này. Không không có gì, không có gì, không có gì. Đúng rồi, cứ ăn cứ ấy là được 50k mà, nó thịt thầy 100k rồi. Ủa không Dương ăn được. Lan này 100k rồi. Không ăn được 50k rồi. Bạn hay quá Z ạ. Chết sợ Z ăn. Flash flash hộ anh. Bên này có hàng. Ê chết rồi, chết chết chết. Lan ra đây. A là được 50k hả? Đúng rồi. Bắn đi. Một A là 5 kill đúng không? Đúng rồi. Thế tôi bắn được 5 kill là tôi được 50k. Không được. Cùng một rao. Không hẳn. 5 kill một rao mới được. Chứ 5 kill kia thì chết. Ui. Một rao là em đồ em rồi. Nó có ốp. Súng đâu đi nhặt súng nào. Có mà có revive này. Planted. Your duty is not over. Back where I belong. Làm được thôi, quay quay. One enemy remaining. Có smoke không? Go bomb me, go bomb me, go bomb me. Thrifty. Buffet súng. Anh ra đến rồi anh ra. Bạn ơi, mình khẩu mượn, mượn khẩu đấy đâu. Mượn cái gì? Can someone get this? Thank you. Đưa súng, đưa súng đây. Súng này tôi có không ơi? Oh, ok. Đây rồi. Mọi người giết một bạn đây, cố gắng. Thứ hai người ra giết. Lúc nào em... Thấy em à? You want to play? Let's play. Trận nào em từ đánh sang hội đi lên. Bên đông, bên đông, bên đông, bên đông. Đông em ơi, đông em ơi. Không ai nhìn đằng sau thôi ạ. Em ơi, không ai nhìn sau đâu. Nhìn đây đi, ông nhìn đây. Tôi nhìn từ giữa, nhìn sau của tôi kìa. Ui dồi ôi, bắt đầu luôn. Hay. Spike down B. Ai ai này. Viper giết một mạng đi. Phantom bắn thi công à? Vì khẩu Phantom này mọi người ai lấy Phantom thế là đi luôn. Thua nãy giờ không thắng một trận nào Tuấn ơi. Thằng mạnh nó on nãy giờ hay nó ám tẩy quá. Even with numbers anything can still happen. Remember that. Đi bên này toàn thắng này, tao đi bên này tiếp á. Thầy cho xin kênh Facebook và vô kênh Steam. Facebook á, tìm mới khó để không toàn lấy link gửi đến cho. Về cứ bắn không cần biết là ai. Ơi được 50k. Không nói nhiều. Ok. Nghe tiếng nè. Cái tên khó cần biết. Phí Minh Long. Cái gì à? Đóng cổng đâu đấy? Ui ồ. Bắn toàn đầu ghê thật. Hãy gặp anh ơi. Mày quá, mày quá. Mày quá, team này nhiều người. Team này 3 người gánh ok rồi. Khi nửa được không? 3, 4 người gánh. Mỗi em nửa điếu à? Oh shit. Chưa được nửa. Đấy đi đấy. Nào. Còn nó bắn tốt cơ, bắn toàn đầu luôn á. The symphony of death. Phải nó sẽ đi bên này, phải bắt bài đi bên này, tầm sóc bắn cho nhấc người. Mỗi thằng một viên.
đứng ở đây cho sát. Bên này em ơi, bên này B em ơi, B. Đông quá, nó thách ốp. Ồ, đổ được một mạng rồi. Ê. Vào xả đồ các kiểu, trách trùng các thứ. Hay. Hay. Hay quá. Hay quá. Máy chết một mạng. Đỡ lo. Vành vẫn đang ra điền cho em. Gì, cần gì? Đúng con này không? Đây. Ở ngoài thấy có này, bên đồi thấy có. Quả nó sẽ không đi bên này đâu. Khả năng nó đi mid ý. Nằm đều bắn căng quá. Welcome to my world. They will come. Last player standing. So close. Mình làm được. Spike planted. Remaining. Teleport. Na chai. Rồi nó đi A tiếp ấy. Last round in the half. Can someone get this? Mấy ông đi thủ mấy bịch mà. Ai nhiều tiền mua này, ai nhiều tiền bay anh em. Someone get this. Thank you. Chi. Can someone thank you. Ai còn tiền không? Mua cho ai đây? Đây nè. Ok, ai còn tiền không? I have extra money if con đây. Hết rồi, hết nít rồi. Gun here. Sao sang B đi. Viper bật anti rồi. Sang B dần. Ôi, mi em vào đồng lắm. Mít Hà Đông nhá. Mít vào B. Hay quá Vành ơi. Ra điền một phát. Nó chưa survive đâu. Still in sight. Having their vision. Này, hay quá. Càng quá 6 đều. Switching sides. Thầy cứ từ từ, em bảo rồi, em từ đáy xã hội đi lên mà. Tao ở đáy nãy giờ, từ lúc mặt trời bắt đầu là đã ở đáy rồi. Chứ bao giờ thấy là ngày. Không sao. Nói câu đáy đây là không phải nhá. Câu đáy đấy là thầy. Em 38 này thầy ạ. Thầy ơi, nãy em 38 mà. Thầy lúc nào cũng đang ở đáy xã hội này. Ồ, không sao thầy ạ. Em hôm nào em sẽ nhờ tất cả các bạn vào xem stream thầy để thầy từ đáy xã hội đi lên. Được. Thầy bắn ở nhà thôi, ở kiểu thầy bắn laptop nó nhìn màn hình nhỏ quá. Cái máy ở nhà mà. Thầy ồ, nhìn để hôm nào thầy livestream ở đây nha. Ở đặt để ông lab thì đây đúng không? Đây à? Ok. Chứ tôi không biết lab. Wow.
đâu ra, đây thầy đặt ra. Đặt cho tôi vui lòng. Ok ok, nhất trí rồi. Em vui là được. Ủa. Nó đâu ấy? Đâu rồi, nó đâu ấy? Móc à? Last player standing. Spike down A. Giờ nó có móc rồi. Ôi. Không sao, thua thôi, thoải mái lên. Không sao, mấy cái dao lục mình toàn thế mà. Bắn phải thua nó mới lên được chứ thầy. Được, bom, bom rồi. Cầm xếp đặt bom rồi. Xếp theo team đi ông ơi. Đi, xếp theo team đi. Ra sau anh em mình mua xong. Ok không? Survive. Cẩn thận có một flank hay sao? Bên trái có luôn này, bay luôn này. Đó, đó này, nghe tiếng này. Ê, nó đứng kiểu gì mà tôi lại chết đây không? Spike down A. Nó không có đấy đâu, nó không có bên đấy đâu. Nó ở chỗ này này. Đấy nó nãy nó bắn được đoạn này. Last player standing. Nó ra đây rồi này. Nó bắt đầu có súng này. Buffet súng này, ai cần gì nói nào. My power does not ebb. Ask for aid and you shall ai cần receive. Gì? Reloading. Đây thầy ơi, em vừa đổi nó được không dây à. Thầy cho em mượn khẩu ban đồ rồi. Can someone get this? Thank you. Nó ban đồ đây mà. Không náo nữa, không sao thì em thoải mái. Ê mọi người ơi, theo tôi nào, chu. Con tàu, let's go. Tường đâu? Cái đồng ma. Đồ nó bị delay em rồi. Không sao lỗi em rồi. Rồi. My ultimate is not ready. Ôi, lui về. Nó spam mình gần chết luôn này. Cả đấy nhỉ. Có một người đi flank này, dead bắt đi. Dead bắt được. Dead bắt tốt luôn. Here. 20 giây nữa có hồi máu thầy nhá. Hồi lâu quá. Thầy vào được không chứ? Em vào đi mid đi cho chắc. Có ai đâu, nhìn tôi đi vào, không ai. Được. Đâu là spider đâu? Cứ ra đi, anh ạ. Chơi mơ với video đẹp này. Có một người đặt sau. Ủa, vừa ra cái, một giây làm cái đầu luôn. Có TP này. I'm too far. Phải có Violet à? Từ Violet làm được. Violet làm được mà. Ui. Không sao, bulldog kìa. Không sao, bỏ đi. Ui, nó bắn một bulldog kìa. Dã man nhờ. Ôi, thằng đó tôi bắn nó 132 rồi. Thôi không sao, thầy ơi. Em bảo này. Nó không đọc là Violet thầy ạ, nó đọc là Violet. Violence. À? Nó là bạo lực thầy ạ, violence. À. Nó thầy đọc là violet em. Tại sao nhỉ? Từ ngày xưa nhìn thấy được toàn gọi thế mà. Giờ gọi violence thì không quen đâu. Đường tan ơi, ông có đi dính kinh không? Có, nhưng mà team giải tán rồi. Thằng tốc độ không tưởng thằng ấy định lực nhất thì thằng ấy bây giờ suốt ngày đi ba xong rồi tà dầm. Thằng bắt giới nãy vừa kêu vào bắn giờ lại đi đâu rồi, lại bị yêu quái bắt rồi. Tường lên.
Team đấy là team bắn từ đồng lên bạc đấy. Nice. Nice. Ơ được, được. Vài đấy nhá. Con ném quả độc quả mất nửa cây luôn. Chạy không nổi. Nào mọi người. Rồi rồi. Cutting their vision. Có lap rồi. Có lap, có lap, có lap. Ơi. One enemy remaining. Bắn cho vui mà không? Bắn cho vui. Đúng đúng mà bắn chúng mà. Bắn chúng mà sao nó không chết nhỉ? Khỏe vậy. Ôi, tôi chữ nó 145. Kệ đi không sao, thua rồi thôi đùa. Thoải mái lên xem nào. Đúng rồi, thua sao đừng ai ơi. Mất khẩu Phantom cái. Can someone get đừng ai ơi là được. Thank you. Thoải mái lên thua thì thôi đủ. Ê mày vẫn một kiểu. Welcome to my world. Still in sight. The hunt begins. Ui sổ ra sổ ra. Ui ồ. Nó bên phải à. Vô lấy spy đúng rồi tôi phải vô. Hay. Hay quá. Hay quá vài lần ơi. Trap destroyed. Team mình ba muốn sợ mớp mà. Remaining. Sợ gì. Nó hai sợ mớp ở thì nó ba. Reloading. Dead vào luôn đi. Vào sai đi. Dead ke cửa sổ rồi không sợ. Em mà có khẩu văn đồ ngon ngon tí thì tốt. Nó xếp ốp vậy. Sao nó xếp rồi? Em muốn có khẩu văn đồ á. Nó ở nhà. Ô, ơi, ô. Đây. Nhà robot tôi cho bắn thử tới á. Đưa mật khẩu ốp này. Chi. Can someone get this? Thank you. Đi cuối là revive nè. 70 bật được. You want to play? Let's play. Nice rồi. Cái chú tới. Chạy làm gì? Đây đây có revive. Đùa. Hai người sợ. Chạy ra cứu em là ăn được rồi. Còn nó đây. Ra giúp đi. Chạy ra cứu em nên nó không ra. Last player standing. Spike down A. Enemy down. Hai thế. Nhầm người. Đây là em trước mặt. Your duty is not over. Back where I belong. Cầm súng khác đi. Bom. Reloading. Bom đâu. Last player standing. Đây nó đâu đấy? One enemy remaining. Nó đâu? Có hồi máu. Nó đâu? Trên dây à? 30 seconds left. Trên dây à? Yếu à? Phải yếu đúng không? I have the spike. Mấy giây còn mấy giây nữa? 28 thôi, cứ từ từ thôi ạ, chạy được.
Còn 10 giây. 5 giây rồi. 10 seconds left. 4. Ơ, nó đâu đấy? Nhà mình đây. Ui. Không biết nghe tiếng ở đâu ấy. Không sao thầy ơi. Nhưng ván này thì bắn được mấy cái vào đầu. Ván này thì bắn hay mà, có sao đâu. Được, không ai. Ván này phải bắn xuống này bắt nó quen quen rồi đấy. No one will remember that. Can someone get this? They are so dead. Làm gì cần gì? Can someone get that? Không có văn đồ. I have extra money if anyone needs. Không có. Thấy em có văn đồ. Can someone get thank you? Thank you. Dưới đây có ăn tiêu không? À, Violin. Em có ăn tiêu, em có ăn tiêu. Ok, được. Nhà đó em quả bom cái thôi. Được, được, được. Đấy em, đây em. Nè, 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 bom. I have the spike. Kệ tôi nhá. TP rồi nè. Sóc à? Mà sóc ấy. Này. One day. Sẽ mít được này thôi. Wall race. Light planted. One enemy remaining. Đâu ấy? Để nói xếp thằng nó đi. Nghĩa là nó xếp rồi, em có ô bộ. Flawless. Bật nó ngay. Ôm này. À là có súng đấy rồi. Em có rồi. Vanh này. Thầy muốn bắn ốp không? Em có thể. Vâng. Weapon here. Vanh này. Ốp. Thầy bắn này. Vanh này. No prisoners. Weapon here. Nice. Cảm ơn ông á. Tay khó này. Thầy hưu thầy, thầy hưu thầy hưu. Ba lần thầy hưu. Hay quá. Còn nữa còn không? Còn mít. Spike down mid. Hai. Một trên một dưới. Thằng Neon bắn ảo nhờ. Không sao rồi ơi, bắn thoải mái mà. Thôi. Bắn 3 mạng có sao. Match point. Cái gì cả ấy? Không sao rồi ạ. Can someone get this? Chuyện gì ạ Khải? Bắn thoải mái đi không cần ốp. Xin thầy ấy, thầy có skin drop ấy. Thầy có mà, ốp xịn luôn. Sao lại drop? Em mượn khẩu Phantom như trước đi. Cảm ơn. Em mua cho. Thầy thích khẩu gì em mua cho. Thầy có mẫu rồi. Thế rồi. Đấy, mua đi. Vào đi thầy. Được lên. Không có ai. Spy. Và đã bom cái spike kìa. Đây, nhặt spike. Kè không đợi. I have the spike. Wall rage. Ủa đó. Spike down A. Ui. Last player standing. Không sao thầy ơi, làm nước đi. Ôi, hay, Vanh làm được mà. Nhìn này. Em tin anh mới làm được. Vanh đẳng cấp, nhìn này. Hai thằng bên kia cũng gà. Ủa. Defenders win. 80 danh.
bao nhiêu? 5, 10, 50, 58, 400. Anh về đúng không? Về cái gì nhỉ? Bình Định đúng không? Hôm nay ngày không thắng được rồi. Không sao không sao, bạn thấy là quá tuyệt vời rồi, hôm nay không thắng được rồi, thầy sắp xuống bạc 2 rồi. Thôi để ngày mai, ngày mai không được, ngày mai thầy đi ăn liên hoan ở đội này liên hoan. Thầy xem thử lịch sử đấu của em ấy, toàn thua mà, có sao xem đâu. Xem lịch sử đấu của đầu này, chiến đâu. Thôi ngày kia bắn lại, ngày kia hoặc ngày kia nhé mọi người, bye bye tất mọi người, thầy ở đây mọi người ơi. Em thầy. Ở hôm nay là ngày trầm cảm này.